Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 886, trốn đi trước. Nói chuyện với Ngộ Yến Tổ xong, Hạ Thương Mai càng mất ngủ, cứ trằn trọc mãi, trong đầu nghĩ về Lão Thất và cặp phu thê đã chết thảm, đặc biệt bụng của người phụ nữ đã hoài thai, cứ xuất hiện lặp đi lặp lại. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thương Mai liền nghe được bên ngoài có người chạy qua chạy lại, ngay cả A Mãn Tẩu tới đưa đồ ăn sáng cho Hạ Thương Mai, trên gương mặt bà ta cũng hốt hoảng, nhợt nhạt. Hạ Thương Mai hỏi, A Mãn Tẩu, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? A Mãn Tẩu không biết nói dối, nhưng trước khi xuống núi Ổn Yến đại phu đã dặn dò, chăm sóc Hạ Thương Mai cho tốt, đừng để cô kích động lo lắng, nên chỉ cười trấn an, không nói gì, xoay người bỏ đi. Hạ Thương Mai ngạc nhiên, đúng lúc Ngộ Yến Tổ đi vào, Hạ Thương Mai hỏi, Miêu Cương xảy ra chuyện gì sao? Ngộ Yến Tổ cũng mờ mịt, ta không biết, vừa rồi chỉ thấy mọi người hấp tấp chạy đi, có người còn cầm trường mâu, có phải kẻ địch đến không? Ông đi ra ngoài hỏi thăm đi. Ta hỏi qua, nhưng họ không nói. Vừa rồi ta hỏi A Mãn Tẩu, bà ấy bỏ đi không nói gì. Hạ Thương Mai suy nghĩ một chút, đứng dậy nói, ta đi ra ngoài tìm người hỏi một chút, nếu xảy ra chuyện gì, dù ta có giúp được hay không, ít nhất không cũng không liên lụy mọi người. Ta đi cùng Vương Phi, Ngộ Yến Tổ cũng đi theo ra ngoài. Hạ Thương Mai vừa ra ngoài thì thấy thật sự giống y như lời Ngộ Yến Tổ, mọi người đang chuẩn bị cho chiến tranh. Trường mâu, đại đao, sáo gọi rắn độc, cuốc, liềm, chỉ cần là có thể làm vũ khí, thì đều chất trên đất chỗ tán cây gừa. Khi đại phu Ổn Yến không có ở đây, A Hưng Thúc chính là người lãnh đạo bộ tộc, tất cả mọi người đều nghe lời ông ta. Lúc này A Hưng Thúc đang nói chuyện với hai thanh niên Miêu Cương, ông ấy dùng tiếng Miêu Cương, Hạ Thương Mai nghe không hiểu, nhưng nhìn thì có vẻ đang căn dặn gì đó, nét mặt mọi người đều rất nghiêm trọng. Hạ Thương Mai chờ họ nói xong, thì liền bước tới hỏi A Hưng Thúc, xảy ra chuyện gì? A Hưng Thúc thấy Hạ Thương Mai đi tới, gương mắt mới vừa rồi còn nghiêm túc lập tức nở nụ cười, Vương Phi hôm nay dậy sớm thế. Không có việc gì, chỉ là chuẩn bị đi săn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đi săn, Hạ Thương Mai cảm thấy rất bất ngờ, nơi này trước mặt có con sông, ba phía còn lại giáp rừng, dù là cá hay là gà, vịt, thỏ hoang thậm chí là lợn rừng, không khó bắt, thức ăn đầy đủ, sao lại phải đi săn tập thể như này. Hơn nữa, giờ cùng không phải đầu mùa đông cần tích trữ lương thực, đi săn tập thể, sao có thể chứ? A Hưng Thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ông đừng gạt ta, Hạ Thương Mai nói. Thật sự chỉ là đi săn thú, không có việc gì, không có gì, Vương Phi không cần nghĩ lung tung. A Hưng Thúc cười nói, dừng một chút, rồi lại nói tiếp, đúng rồi, hai ngày này không có việc gì Vương Phi đừng đi đâu xa, dù sao rừng này nhiều rắn độc, chỉ sợ không cẩn thận làm Vương Phi bị thương. Nghe xong câu này, Hạ Thương Mai càng chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô nghĩ rồi nói, nếu A Hưng Thúc không muốn nói, ta liền xuống núi đi tìm đại phu Ổn Yến thôi. Nói xong, liền xoay người đi. A Hưng Thúc ngẩn ra, vội vàng giữ cô lại, Vương Phi, ngài tuyệt đối không thể xuống núi. Hạ Thương Mai nhìn A Hưng Thúc, thở dài, A Hưng Thúc, có phải có địch nhân đến xâm phạm không? Nếu ta ở tại Miêu Cương, mọi người là người một nhà, có chuyện gì không thể nói đâu. A Hưng Thúc nghe cô nói như vậy, ông ta chỉ lấy một phong thơ từ tay áo ra, đưa cho Hạ Thương Mai, thật ra không phải ta không muốn nói cho Vương Phi, chỉ là sợ Vương Phi nghĩ nhiều. Hạ Thương Mai ngờ vực nhận lấy lá thư, mở ra xem, là thư An Nhiên Vương gia gửi cho đại phu Ổn Yến, trong đó viết Sở Kính dẫn quân tới Miêu Cương muốn bắt cô. Hạ Thương Mai không ngờ tên Sở Kính sống dai như đĩa vậy mà nghe được tin cô ở Miêu Cương. Hơn nữa tuy trong thư không nhắc tới lý do bắt cô, nhưng cô có thể đoán được là vì để khống chế Tần Châu. Cảnh núi Lang Vĩ bị đốt, lần nữa hiện ra trước mắt Hạ Thương Mai, cô biết sự tàn nhẫn của Sở Kính, cho dù người Miêu Cương cố hết sức ngăn cản cũng không có ích gì, Sở Kính thua thì làm giặc, nhất định sẽ dùng hết toàn bộ thủ đoạn và binh lực để đối phó cô. Hơn nữa nếu như phóng hỏa, chỉ cần một mồi lửa thôi gia viên của những người ở đây sẽ không còn nữa. Không được, không thể vì một mình cô, hại cả Miêu Cương. Cô quay đầu lại nói với Ngộ Yến Tổ, thu dọn đồ, chúng ta lập tức rời đi Miêu Cương. A Hưng Thúc vừa nghe, giật mình, đi. Ngàn vạn lần không thể, giờ xuống núi liền sẽ đụng phải bọn họ, ai, ta đã nói không thể nói cho Vương Phi nghe mà. Hạ Thương Mai lắc đầu, ta không thể ở lại chỗ này liên lụy mọi người. A Hưng Thúc, ta phải đi. A Hưng Thúc ngăn cô lại, nghiêm túc nói, không,
Vương Phi không thể đi, cổ độc của người còn chưa giải, cổ độc của người là người Miêu Cương ta ra ngoài làm hại, sao cũng phải giải cổ độc rồi mới có thể đi, hơn nữa đại phu Ôn Yến dặn rồi, chăm sóc người cho tốt, người có chuyện gì, chúng tôi sao ăn nói với đại phu. Hạ Thương Mai rất cảm động, đa số những người Miêu Cương ở đây đều chất phác, do đó cô không thể liên lụy mọi người, ta chỉ xuống núi trước trốn vài ngày, ông yên tâm, chờ địch nhân rút lui, ta lập tức quay lại, bọn họ tìm không thấy ta, tất nhiên sẽ không làm khó các người. A Hưng Thúc lại lắc đầu, không, Vương Phi, nếu người đi rồi, bọn họ cũng sẽ chỉ nghĩ chúng ta giấu người đi, sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nếu như vậy, chúng ta liền liều một phen với họ. Hạ Thương Mai nghiêm túc nói, A Hưng Thúc, Thúc hãy nghe ta nói, ta hiểu Sở Kính, hắn ta nóng lòng tìm được ta, nếu đi vào Miêu Cương, hắn ta tìm không thấy người, nhất định sẽ lập tức đuổi theo bắt ta, sẽ không lãng phí thời giờ với mọi người. A Hưng Thúc còn muốn nói nữa, nhưng Hạ Thương Mai giơ tay ra ngăn lại, nói, không cần nói, lòng ta đã quyết, ai cũng không thể thay đổi quyết định của ta. Nói xong, quay đầu lại phân phó Ngô Yến Tổ, A Tổ, trở về thu dọn đồ, chúng ta lập tức đi. Vâng, Ngô Yến Tổ chỉ nghe lệnh của Hạ Thương Mai, hơn nữa ông ta cũng cho là Hạ Thương Mai nói đúng, nếu không đi, ở lại chỗ này sẽ hại mọi người. A Hưng Thúc thấy không cản được họ, chỉ đành sai người dẫn họ đi đường khác, hơn nữa phái hai người trong tộc đi theo. Hai người đi theo một người kêu A Chát, một người kêu Thuật Khung, tuy không biết võ công, nhưng quen với địa hình rừng núi nơi đây, hơn nữa cơ thể cường tráng, có thể cõng Hạ Thương Mai đi. Trước khi đi, A Hưng Thúc phân phó họ, khi nguy hiểm được giải trừ, lập tức mang Vương Phi trở về. Bốn người xuất phát, xuống núi theo con đường bên sườn phải, A Chát và Thuật Khung thuộc nằm lòng địa hình ở đây, cho nên, đường họ đưa Hạ Thương Mai đi cũng bằng phẳng. Đi cỡ một canh giờ, họ dừng lại nghỉ một lát. Hạ Thương Mai nói với Ngô Yến Tổ, bụng ta khó chịu, ra ngoài rừng giải quyết, các người ở đây chờ ta. Ta đi với người, ta không đi gần là được. Ngô Yến Tổ sợ xảy ra chuyện, chủ yếu là sợ trong rừng có rắn độc. Hạ Thương Mai nói, không cần, tự ta đi, các người ở đây chờ đi. Ngô Yến Tổ còn tưởng cô ngại người khác nghe được tiếng khi đi ngoài, nên nói, vậy thôi, sư phụ cẩn thận chút. Hạ Thương Mai gật đầu, lấy túi kim châm từ hòm thuốc ra cầm. Thoáng di chuyển đoạt phách hoàn rồi đi vào trong rừng. Chương 887, không thấy Thương Mai. Trong lòng Thương Mai hiểu rõ, nếu như Sở Kính đến Miêu Cương không tìm thấy cô thì tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, cảnh tượng núi lang vĩ sẽ lại xảy ra, cô không thể hại mấy ngàn mạng người được. Mục đích của Sở Kính là cô chứ không phải người Miêu Cương, cho nên chỉ cần bắt được cô thì Sở Kính không tội gì đối nghịch với Miêu Cương. Nhưng nếu như cô ở lại trong Miêu Cương thì người Miêu Cương sẽ không giao cô ra. Họ đều coi lời Ôn Yến như pháp chỉ, thà chết vẫn bảo vệ đến cùng. Lúc từ Kinh Thành đến Miêu Cương, Dạ Vương từng cho họ xem qua bản đồ, đối với địa thế Miêu Cương cũng có sự hiểu biết nhất định. Cho nên sau khi cô đi vào rừng thì nhanh chóng một mình đi vòng xuống núi, cô muốn mình xuất hiện ở trước mặt Sở Kính. Lại nói, bọn Ngô Yến Tổ đợi khoảng một khắc đồng hồ vẫn không thấy Thương Mai ra, Ngô Yến Tổ có chút lo lắng liền cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong rừng, khẽ gọi, sư phụ, sư phụ. Giọng nói đánh động đến chim chóc nhưng lại không có ai trả lời. Ngô Yến Tổ vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng trong rừng rộng đâu có bóng dáng sư phụ. Ông ta ngẫm lại cảm thấy không ổn, chạy vội ra nói với hai người A Chát và Thuật Cung, không thấy sư phụ ta. A Chát và Thuật Cung liếc nhau một cái, sắc mặt thay đổi, không phải bị bắt đi chứ. Nhưng hẳn là sẽ không, nếu như bị bắt đi thì chắc chắn chúng ta có thể nghe thấy động tĩnh. Với lại, người cũng không lên tới núi nhanh như vậy. Ngô Yến Tổ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, vẻ mặt hiểu rõ nói, nhất định là người không muốn liên lụy đến chúng ta cho nên tự đi chui đầu vào lưới. Vậy làm thế nào, Thuật Khung và A Chát chưa từng đối phó với cục diện như vậy, càng không nghĩ tới sao có thể có người tự chui đầu vào lưới. A Chát, ngươi về Miêu Cương trước, nói rõ tình hình với A Hưng Thúc, xin ông ấy phái người đi tìm. Thuật Khung, ngươi cùng ta ở đây tìm xem. Thân thể sư phụ không tiện, không đi nhanh được, có lẽ chúng ta có thể đuổi kịp. Ngô Yến Tổ lập tức nói. Được rồi, A Chát đáp lời, vội vàng chạy theo đường cũ. Kể từ sau ngày đó không có ai gặp lại Hạ Thương Mai. Tần Châu tự mình dẫn người tới Miêu Cương, chỉ thấy trong rừng núi đầy khí độc có rất nhiều thi thể, không thấy Thương Mai, cũng không thấy Sở Kính. Tần Châu đi đến Miêu Cương mới biết được người Miêu Cương vẫn luôn tìm kiếm Thương Mai, A Hưng Thúc nói với Tần Châu.
nói ngày đó cô tự mình rời khỏi đó, có lẽ là tự mình đi tìm Sở Kính. Tần Châu tìm kiếm trên núi trọn vẹn một tháng, người ở Miêu Cương cũng đi theo tìm kiếm, nhưng đều không có dấu vết của Thương Mai. Cô giống như biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng không tìm được chút tung tích nào. Ngoại trừ Thương Mai biến mất không còn tăm hơi ra thì còn có Sở Kính, trong một đống thi thể kia không thấy thi thể Sở Kính. Một tháng trời Tần Châu không hề rời khỏi Miêu Cương. Cuối cùng vẫn là Ôn Yến Đại Phu nói với nàng ta, người bây giờ là vua một nước, người đăng cơ thì phải gánh trách nhiệm trên vai ngươi, ngươi vì Thương Mai bỏ rơi con dân Bắc Mạc. Đầu tiên, nàng không chịu đựng nổi sự chửi rủa này, thứ hai, nàng sẽ không hy vọng ngươi làm như vậy. Tần Châu đi, nàng ta mang theo 5.000 nhân mã đến nhưng chỉ đem về 2.000 người, còn lại 3.000 người tiếp tục ở lại khu vực Miêu Cương tìm kiếm. Mộ Dung Khanh lọc tủy xong trải qua sự đau đớn thay ra đổi thịt hắn đã miễn cưỡng chống đỡ được. Lương Hán Văn cuối cùng cũng giải độc cho Tôn Phương Nhi, thuốc giải đồng mệnh cổ được nghiên cứu ra, ngày Mộ Dung Khanh uống thuốc giải liền đi Miêu Cương ngay. Tròn 2 năm hắn chưa từng trở về. 2 năm nay ngoại trừ Thương Mai và Sở Kính mất tích ra thì còn có Nam Hoài Vương cũng không rõ tung tích. Rốt cuộc Nam Hoài Vương có chết không? Không một ai biết. Rốt cuộc Thương Mai và Sở Kính có chết không? Không một ai biết. Mấy ngày trước khi Lương Vương cưới Ý Nhi, Mộ Dung Khanh về tới Kinh Thành. Lúc ấy Lương Vương ở Đại Lương suốt nửa năm, rốt cuộc khiến Lão Hoàng đế đồng ý hạ thấp Ý Nhi đến Đại Chu làm Vương Phi. Chỉ là Ý Nhi phải ở lại hơn một năm, bởi vậy từ lúc Thương Mai mất tích tròn 2 năm hắn ta mới có thể cưới Ý Nhi. 2 năm nay xảy ra rất nhiều chuyện nhưng đều là chuyện tốt. Đầu tiên là Thái tử đăng cơ, Liên Đại Học Sĩ và Việt Đông Vương làm phụ thần, Mai Quý Phi được phong làm mẫu hậu Hoàng Thái Hậu, Hồ Hoan Linh được phong làm thánh mẫu Hoàng Thái Hậu. Hồ Hoan Linh cũng chỉ là hưởng thụ tôn vinh Hoàng Thái Hậu nhưng không có một chút thực quyền nào, thậm chí ở hậu cung cũng phải lệ thuộc. Tiếp theo Ngô Yến Tổ cưới Uyển Tĩnh, hắn ta cũng tiến vào Huệ Dân Thự làm đại phu. Quế Viên cưới Tiểu Khuyên, lúc hai người lo liệu hôn sự Tiểu Khuyên khóc vài ngày. Sau khi Tần Châu lên ngôi, A Cảnh liền tới Đại Chu cầu hôn muốn cưới Nhu Giao, sau khi Thương Mai mất tích 8 tháng thì hai người thành thân. A Cảnh chưa trở về Bắc Mạc. Hoàng đế Bắc Mạc Tần Châu đặc biệt cử A Cảnh làm sứ thần ngoại giao hòa bình giữa hai nước, tạm thời ở lại Đại Chu. Tô Thanh và Linh Lợi cũng thành thân sau khi Thương Mai mất tích một năm, vừa thành thân được 3 tháng thì mang thai. Quên nói nữa là bụng Loan Loan to như vậy nhưng cuối cùng lại chỉ sinh một đứa, Loan Loan rất thất vọng, nàng ta vẫn cho rằng là 3 bào thai, nhưng rõ ràng nàng ta không được thừa hưởng bản lĩnh tốt của mẹ mình. Còn có một tin, không biết có phải là tin tức tốt không? Hạ Lâm vậy mà cưới Tôn Phương Nhi, hơn nữa còn là Tôn Phương Nhi cầu hôn, hai người ẩn cư ở Hàn Sơn. An Thân Vương ở Đại Lương cũng cưới Liên Thúy Ngữ, vợ chồng hai người cắm rễ ở Đại Lương, rất ít khi trở về. A Man mang thai 9 tháng, sinh ra một đứa con gái, Lễ Thân Vương từ đó trở thành nô lệ của con gái, không còn cái gì gọi là lễ phép lễ giáo nữa, mở miệng ngậm miệng đều treo con gái ở bên miệng. Về phần Tráng Tráng, trước khi Lương Vương thành thân một tháng cũng có bầu. Vợ chồng hai người thành thân được 2 năm cuối cùng cũng tạo người thành công. Sau khi không có Thương Mai dường như cuộc sống của mọi người cũng không có nhiều thay đổi. Nhưng mỗi lần vui vẻ kiểu gì cũng sẽ nhớ tới một người như vậy, nhớ tới những chuyện cô đã từng làm cho mọi người, nhớ tới khuôn mặt, giọng nói và nụ cười của cô. Tất cả mọi người nói không biết cô trốn đi nơi nào, nhưng trong lòng tất cả mọi người cũng đều hiểu Thương Mai chết rồi. Nếu như không chết thì không có khả năng cô không trở lại. 2 năm qua người của Mộ Dung Khanh, người của Tần Châu, người của Dạ Vương đã chạy khắp từ Bắc đến Nam vẫn không tìm được cô. Ngày Mộ Dung Khanh trở về cũng không thông báo cho ai, chỉ lặng lẽ về phủ. Vương phủ vẫn luôn là ma ma và Uyển Tĩnh quản lý, sau khi Tiểu Khuyên gả đi, liền theo Quế Viên đến thôn trang, thi thoảng trở về phụ một tay nhưng phủ đệ không có chủ nhân, 2 năm qua giống như nước đọng. Ma ma già đi rất nhiều, từ ngày biết Thương Mai mất tích trở đi. Bà liền bắt đầu ăn chay niệm Phật, cầu xin trời Phật trả lại vương phi của bà. Bà thất vọng 2 năm. Nhìn thấy Mộ Dung Khanh trở về, nước mắt của bà lập tức rơi xuống, Nhiếp Chính Vương tuấn Mỹ bất phàm kia lại sa sút giống như người giang hồ. Ma ma, bản vương trở về. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ma ma lau nước mắt, nghẹn ngào nói, tự động nhìn về phía sau hắn, ngóng trông có một người bỗng nhiên xuất hiện. Mộ Dung Khanh nhìn ra tâm tư của bà. Nói, không tìm thấy nàng. 4 chữ này đã hàm chứa bao nhiêu thất vọng và tuyệt vọng, Mama đều đã hiểu,
nước mắt của bà càng rơi dữ dội hơn, sẽ trở lại. Mộ Dung Khanh im lặng đi về, vào trong viện liền đem cửa đóng lại, ở bên trong ngồi cả ngày, không uống nước cũng không ăn cơm. Hắn ở Miêu Cương thường như vậy, mang theo mấy cái bánh bao liền ra ngoài mấy ngày. Hắn không biết cô ở đâu, nhưng nếu như cô chết rồi thì nhất định là chết trên núi cao ở Miêu Cương, hắn muốn ở nơi đó cùng cô. Cho dù cô chết hay là sống. Chương 888, lại là ngươi. Biết được Mộ Dung Khanh trở về mọi người đều tới, Mộ Dung Khanh vốn không muốn gặp nhưng đã trở về thì dù sao cũng phải gặp. Không có gì để nói, mọi người cũng không muốn an ủi hay là nói những lời sáo rỗng, ví dụ như Thương Mai sẽ trở lại, cô sẽ không có chuyện gì. Trong lòng mọi người đều hiểu những lời này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù Thương Mai chạy trốn được thủ đoạn thâm độc của Sở Kính thì làm sao giải được cổ độc đồng mệnh cổ. Tiểu Hoàng đế cũng đi cùng mẫu hậu Hoàng Thái Hậu tới. Đứa trẻ chưa tròn 15 tuổi, dáng dấp rất giống cha của hắn, nhưng so với cha hắn thì nhiều hơn mấy phần khí chất nho nhã, tuổi còn nhỏ đã có khí chất như vậy hắn đọc rất nhiều sách. Vào ngày hắn đăng cơ, nói ở trên triều đình rằng hắn muốn làm một hoàng đế giống như Nhiếp Chính Vương. Có đại thần âm thầm nhắc nhở, nói Nhiếp Chính Vương không phải hoàng đế, nhưng tiểu hoàng đế trừng mắt một cái, trẫm nói phải thì chính là phải. Không ai phản bác, đứa trẻ 13 tuổi ngồi ở đó đã có một khí chất hoàng gia tự nhiên. Hoàng đế nhìn thấy Mộ Dung Khanh liền quỳ xuống cúi lạy, những ngày qua hoàng đế này trên triều đình cũng tốt, ở phòng nghị sự với đám nhất phẩm đại thần cũng tốt, luôn luôn bày ra dáng vẻ tuổi nhỏ nhưng già dặn, thậm chí ở trước mặt Hoàng Thái Hậu mẹ hắn cũng hầu như là che giấu bản thân, trầm mặc ít nói. Nhưng thấy Mộ Dung Khanh, sau khi quỳ xuống lại khóc như một người bình thường đầy nước mắt. Một đứa trẻ làm hoàng đế, tuy nói có Việt Đông Vương và Liên Đại học sĩ trợ giúp nhưng có thể chống đỡ bao nhiêu áp lực chỉ có chính bản thân hắn biết rõ. Mộ Dung Khanh đỡ hắn dậy, lau nước mắt cho hắn rồi nói, ngươi là hoàng đế, là người lớn rồi không thể khóc lóc om sòm như trẻ con được. Chất nhi nhớ hoàng thúc, trong lòng chất nhi khó chịu. Suy cho cùng hoàng đế cũng chỉ là một đứa trẻ choai choai. Hoàng Thái Hậu thấy lòng chua xót, quay đầu đi lau nước mắt. Hai chú cháu nói chuyện trong thư phòng có lẽ khoảng một canh giờ, lúc hoàng đế đi ra, như đứa bé con lôi kéo tay áo Mộ Dung Khanh nói, sau này hoàng thúc đừng đi. Mộ Dung Khanh cười, nụ cười này rất là bi thương, không biết, xem sao rồi nói. Bây giờ đã là gần mùa hè, thời tiết cũng dần trở nên nóng bức, nhưng Hoàng Thái Hậu lại cảm thấy trên người Mộ Dung Khanh có hơi thở hiu quạnh. Ở cái tuổi này của hắn cho dù không phải tươi sáng bừng bừng thì cũng nên là khí thế hăng hái. Sự ảm đạm điều hưu này chỉ có nhìn thấy ở người già. Hoàng Thái Hậu nhớ tới Thương Mai, trong lòng khó chịu. Nàng ta từng làm rất nhiều chuyện sai, Thương Mai mắng một trận, bảo nàng ta tỉnh táo lại và lý trí hơn. Nàng ta chỉ mong những sai lầm trước đây nàng ta làm không phải nguyên nhân dẫn đến việc Thương Mai mất tích. Lúc nàng ta đi đến cửa thì nói với Hoàng đế, ngươi chờ ai ra một lát, ai ra đi nói với Hoàng thúc ngươi hai câu. Hoàng đế cho là nàng ta muốn đi an ủi Mộ Dung Khanh liền nói, được, trẫm ở bên ngoài chờ mẫu hậu. Hoàng Thái Hậu quay lại, Mộ Dung Khanh vẫn còn đứng ở hành lang nhìn hoa rơi đằng trước, nàng ta hít thở sâu một hơi rồi đi lên, vương gia, ai ra có mấy câu muốn nói với ngươi. Mộ Dung Khanh hơi nhíu mày, Thái Hậu muốn nói gì, bản vương cũng biết đại khái, nhưng không cần phải nói. Hoàng Thái Hậu lắc đầu, không phải, ai ra không phải muốn khuyên vương gia thoải mái tinh thần. Vương gia còn nhớ vụ án ở ngoại thành lúc trước không? Vụ án hai vợ chồng cùng chết kia. Mộ Dung Khanh chậm rãi quay mặt ra, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, đương nhiên nhớ rõ. Vụ án kia làm hại Thương Mai gặp ác mộng trong nhiều ngày. Hoàng Thái Hậu nhìn thấy ánh mắt hắn lạnh lẽo, trong lòng hơi phát run, hai tay nàng ta rủ xuống, nắm chặt nắm đấm trong tay áo rộng, đè nén sự sợ hãi trong lòng, áy náy nói, vụ án kia là Nghi Quý Phi sai người làm. Trước vụ án kia ta đã lấy tóc của Thương Mai và bùa chú Nghi Quý Phi cho đi đốt cùng nhau, đó là một loại chú thuật đến từ Tiên Bi. Mộ Dung Khanh giận dữ, sao ngươi phải làm như vậy? Nước mắt Hoàng Thái Hậu đột nhiên rơi xuống, thật xin lỗi, ai ra quả thật bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, ngươi có bao nhiêu lần bất đắc dĩ? Vì sao mỗi một lần đều như vậy, ngươi hại người sau đó nói xin lỗi, nói ngươi bất đắc dĩ như thế nào, Thương Mai bỏ ra cho mẹ con các ngươi cái gì, trong lòng ngươi biết rõ. Nàng ba lần bốn lượt tha thứ cho ngươi, ngươi ba lần bốn lượt hại nàng. Hoàng Thái Hậu bị mắng xấu hổ vô cùng, không ngừng khóc nói xin lỗi. Mộ Dung Khanh đè nén sự phẫn nộ điên cuồng trong lòng, cái chú thuật này sẽ như thế nào?
Hoàng Thái Hậu nức nở nói, lúc ấy Nghi Quý Phi nói nếu như sau khi chú thuật có tác dụng thì sẽ tạo thành bóng ma cho người có trong thuật, một khi chạm đến một sự kích thích, ví dụ như thấy có người chết, nhìn thấy tình hình thực tế ngày đó chứng kiến, người ấy sẽ sụp đổ, cuối cùng có khả năng sẽ tự vẫn, trừ khi tâm lý người này rất mạnh mẽ, có thể chống đỡ được sự dẫn dắt của chú thuật. Mộ Dung Khanh lạnh cả người, sự phẫn nộ điên cuồng quằn quại trong lòng, hận không thể một chưởng đánh chết nữ nhân trước mắt này. Lúc ấy trên núi Miêu Cương chết rất nhiều người, nếu như người chết là một sự kích thích, như vậy thì Thương Mai sao có thể chống đỡ được chú thuật dẫn dắt. Lại nghe Ngô Yến Tổ đã từng nói lúc Thương Mai ở trên núi lại bắt đầu thấy ác mộng, chứng tỏ đã xuất hiện triệu chứng. Nếu như Thương Mai chết do chú thuật thì người hại chết Thương Mai chính là nữ nhân đã nhận rất nhiều ơn huệ từ Thương Mai ở trước mắt này. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói cút, đừng có xuất hiện trước mặt bản vương nữa. Hoàng Thái Hậu nhìn vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ của hắn, ngay cả một câu xin lỗi đã đến bên môi cũng nói không ra miệng, che giấu nước mắt mà đi. Mộ Dung Khanh không biết mình về phòng bằng cách nào. 2 năm nay trong lòng vẫn luôn tồn tại một tia hy vọng, đó chính là Thương Mai có một vết sẹo trên tay, mà người của Sở Kính lại chết nhiều như vậy, cô đối chọi với Sở Kính có lẽ vẫn còn khả năng sống sót. Nhưng nếu kẻ thù lớn nhất chính là bản thân cô thì làm sao cô có thể chống lại được. Ngồi trên chiếc ghế mà trước đây Thương Mai thường ngồi, hắn chỉ cảm thấy trái tim như đã chết, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô nghĩa. Hai tay hắn ôm kín mặt, giữa kẽ tay có nước mắt chảy ra. Từ khi Thương Mai xảy ra chuyện đến bây giờ, đã hơn 2 năm qua hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, hắn không thể tự mình từ bỏ trước. Nhưng đã đến giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đau khổ chống đỡ đều là lừa mình dối người. Không có gì đáng sợ hơn sự tuyệt vọng. Cái chết rất độc đoán, những độc đoán hơn so với cái chết là ngươi không biết cô ấy chết như thế nào. Sự mất tích của Thương Mai trở thành một điều bí ẩn, hắn muốn tìm ra lời giải nhưng không giải được, cũng không tìm được cô về. Hắn tìm 2 năm, muốn tìm ra chứng cứ cô còn sống. Về kinh một chuyến, tất cả hy vọng của hắn đều bị dập tắt. Thương Mai. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét cái tên này, những năm qua hắn giống như một kẻ ngu luôn nói chuyện với không khí giả vờ như cô vẫn còn ở bên cạnh mình. Cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, Mama cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng ở một bên. Mộ Dung Khanh kìm nén vẻ mặt, muốn bà đi ra ngoài. Khi hắn vừa ngẩng đầu, Mama lại đột nhiên nói, vương gia, để nô tỳ yên lặng ở đây một lúc, 2 năm nay nô tỳ luôn ngóng trông trong phòng này có người. Giọng nói của bà kèm theo tiếng khóc nức nở, loại đau khổ bi ai kia sâu đậm đến nỗi không thể tan ra. Trái tim Mộ Dung Khanh giống như đột nhiên bị đánh, đau đớn không kìm nổi. Chương 889, có phải trở về rồi không? Hôn sự của Lương Vương, vô cùng hoành tráng. Điểm này, từ của hồi môn của Ý Nhi có thể nhìn ra. Sự thương yêu mà Hoàng đế của Đại Lương rất thương yêu dành cho cô cháu gái từng thất lạc trong nhân gian này, quả thật là vượt khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Điểm này, cũng từ của hồi môn của nàng ta thì có thể nhìn ra. 10 dặm hồng trang, hình dung sự phong phú của hồi môn của nữ tử, bình thường là cách nói khoa trương, nhưng đối với Ý Nhi mà nói thì một chút cũng không khoa trương. Từng dương vàng bạc châu báu, từng chiếc xe vải lụa, một đội dài lục xúc, nghe bách tính nói, khi số lục xúc này vào thành, đường lớn của kinh thành đều trải đầy phân bò, phân ngựa, phân dê. 3.000 thị vệ, 200 tỷ nữ gia nô đi cùng, cuồn cuộn. So với hồi trưởng công chúa Tráng Tráng xuất giá, quả thật là lớn hơn gấp 10 lần. Trong kinh cũng rất náo nhiệt, bách tính vây phố đông với mức nước không lọt, ai cũng muốn xem vị quận chúa Ý Nhi của nước Đại Lương này, rốt cuộc khuynh quốc khuynh thành tới cỡ nào. Mọi người không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên Lương Vương thành thân, lần đó nghênh đón thiên kim của Hạ Thừa Tướng, cảnh tượng đó là còn xa không bằng. Thật không ngờ, Lương Vương từng bị Hạ Đại Phu xem thường tại chỗ, lại được Hoàng đế của nước Đại Lương hậu ái như vậy. Thật là tái ông mất ngựa phúc họa khôn lường mà. Không phải sao, nghe nói vị quận chúa Ý Nhi này đã từng lưu lạc nhân gian, còn từng sống ở Đại Chu ta mấy năm, với Lương Vương đó là tâm đầu ý hợp trước. Trước đây đều nói Lương Vương hung ác, sau này mới biết là phế thái tử hãm hại, phế thái tử này, thật là quá ác độc rồi. Cũng đáng đời hắn có báo ứng này, có điều nghe đồn sau khi Hoàng thượng đăng cơ, cũng có chút quan tâm phế thái tử, đã cải thiện chế độ ăn uống của hắn. Hiện nay còn cho một người hầu hạ, hơn nữa tổ chức một mối hôn sự, lấy đứa con gái tiện nghi của Hạ Hoè Quân. Chỉ là, hôm trước có người nghe nói vị phế thái tử phi này ngang ngược đánh thị nữ mà vị hoàng thượng kia phái tới hầu hạ, nói nàng ta đã câu dẫn phế thái tử,
kết quả ngược lại là phế thái tử bị thị nữ đó đánh cho một trận đau, hiện nay thị nữ ngược lại đã biến thành chủ tử. Phế thái tử phi làm nô tỳ hầu hạ. Thật là ông trời có mắt, phế thái tử phi đó trước kia đây không ít lần hại hạ đại phu, nói tới hạ đại phu, thật là đáng tiếc, cũng không biết rốt cuộc còn sống hay đã chết. Nghe đồn Nhiếp chính vương về kinh rồi, hoàng thường đều đích thân đi bái kiệt, ngài ấy là một mình trở về, sợ là không tìm được hạ đại phu. Bách tính vì hôn sự này, nhớ tới manh mối trước đó vu vơ nghe được, liền biên ra một câu chuyện cực lớn, ví dụ nói, sự mất tích của hạ đại phu, là có quan hệ với Nam Hoài Vương, hiện nay Nam Hoài Vương đã bị giết chết, nhưng hạ đại phu cũng chết rồi. Trước đây, nói tới Hạ Thương Mai, bách tính đều sẽ nói Nhiếp chính vương phi, nhưng, bây giờ không biết tại sao, đều dùng cách gọi hạ đại phu, ở trong lòng của bách tính, cái nhớ tới từ đầu chí cuối là lòng nhân từ, cứu chữa nạn dân của cô. Lương Vương phủ cũng bị vây kín tới giọt nước không lọt, Lương Tần mẫu thân ruột của Lương Vương hiện nay được phong thành Lương Thái Phi, năm ngoái được Lương Vương đón vào trong phủ ở, bệnh điên của Lương Thái Phi hiện nay đã tốt hơn một chút rồi, ít nhất nhận ra Lương Vương, cũng túm tay của Lương Vương nói xin lỗi với hắn. Vị hoàng hậu từng hiển hách này, hiện nay cũng không quá 4-50, nhưng nhìn trông lại già hơn cả Tập Thái Phi kia. Khi nhận bái lại, vốn dĩ sắp xếp là để Mộ Dung Khanh ngồi ở vị trí cao đường. Nhưng Mộ Dung Khanh lại lắc đầu, suy cho cùng, Việt Đông Vương và Tráng Tráng người có bối phận cao đều còn. Sự náo nhiệt của hôn sự, khiến lòng Mộ Dung Khanh càng thêm khó chịu, hắn thật sự không ăn nhập với hôn lễ này, đâu cũng là tiếng cười tiếng hoan hô, duy chỉ trong đáy lòng hắn là một khoảng trống rỗng. Hắn đứng ở trên các lâu cao cao của Lương Vương Phủ, trong tay cầm một vò rượu, hắn không uống một giọt, hai năm nay, không chạm vào rượu, chỉ ngửi mùi rượu. Hôn lễ này. Hắn nghĩ tới lần đầu tiên khi nhìn thấy Hạ Thương Mai, bên cạnh hắn dẫn theo Nghiêm Vinh, đứng ở trên lầu cao đối diện với phủ thừa tướng. Hắn dường như lại nhìn thấy nữ tử mặc bộ đồ cưới màu đỏ, vén khăn trùm đầu ra, ném trên đất, lạnh lùng nói, ta không gả. Biểu cảm ương ngạnh đó, gương mặt lạnh lùng, sự tức giận giấu kín trong đáy mắt, vô cùng thận trọng. Lần thứ hai, ở trong cung nhìn thấy cô quỳ ở trước mắt hoàng hậu, cả người thương tích, trán chảy máu, quỳ ở đó. Tuy toàn thân run rẩy, lại quỳ rất thẳng, từng câu từng chữ, không biện giải cho mình chỉ nhận tội, nhưng đã đè sát cơ của hoàng hậu xuống. Lần thứ ba, chính là hoàng hậu ban hôn. Hắn nhìn thấy sự kinh sợ trong đáy mắt cô, lần đó chắc là lần đầu tiên cô lộ ra vẻ sợ hãi, lúc đó hắn không vui rồi, gả cho hắn kinh khủng vậy sao? Giỏi cho một nữ nhân tâm cơ thâm trầm. Hắn lúc cười, lúc nhíu mày, lúc lại bi thương. Thiên hạ này có tốt đẹp nữa. Đều không có liên quan tới cô, cũng không có liên quan tới hắn. Đằng sau có tiếng bước chân vang lên, chậm chậm, một đôi tay vịn trên can lan của các lâu. Đó là một đôi tay của nữ tử, là Hồ Hạnh Nhi. Gương mặt của cô ta cũng mang vẻ dầu dĩ, khẽ nói ta cứ mơ thấy nàng ấy còn sống, thật đấy. Mộ Dung Khanh nhìn cả viện sáng rực bởi ánh đèn, ta cũng mơ thấy nàng ấy, dáng vẻ giống như khi còn sống. Trái tim của Hồ Hạnh Nhi run lên. Dáng vẻ giống như lúc còn sống. Hắn là từ bỏ rồi sao? Chỉ là không từ bỏ thì có thể như nào? Quá hành hạ người rồi. Hai năm nay, mọi người đều thay đổi rất nhiều, ai cũng không nhẫn tâm nhắc tới cái tên đó, nhưng ai không nhớ nhung cô chứ? Náo nhiệt giống như ngày hôm nay, trong hai năm đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng ai có thể hưởng thụ sự vui vẻ trong này? Ngay cả khi Tiểu Khuyên xuất giá, bản thân nàng ta cũng khóc mà lên kiệu hoa. Sẽ có kỳ tích không? Cô ta nhớ tới sự từng trải của mình và Thương Mai, nói, sau khi người chết, rốt cuộc đã đi đâu chứ? Ta và Thương Mai đều là người từng chết một lần, nhưng chúng ta chết ở thời không của chúng ta rồi, lại tới nơi này, Thương Mai nếu như cũng chết ở thời không này, vậy nàng ấy sẽ đi đâu? Lời này, khiến huyết dịch lạnh lẽo của Mộ Dung Khanh nhanh chóng dao động, gần như sôi sục. Thế giới của các người, người biết đi thế nào không? Nàng ấy liệu có trở về thế giới của các người không? Hồ Hạnh Nhi cười khổ lắc đầu, ta nếu như biết trở về như nào thì sớm đã trở về rồi, sao còn ở lại nơi này chứ? Mộ Dung Khanh nghĩ tới một người, Lão Tổ Tông, bà ấy nhất định biết. Hắn đối với Lão Tổ Tông tuy không phải hiểu hoàn toàn, nhưng hắn cứ cảm thấy bà ấy không gì là không thể. Nhưng, Lão Tổ Tông đã đi đâu? Hồ Hạnh Nhi nhìn thấy đáy mắt của hắn dấy lên hy vọng, tuy không nhẫn tâm đả kích hắn. Nhưng, cô ta biết khả năng này rất mong manh tới mức gần như không có. Vương gia vẫn là tiếp tục tìm thử đi.
Nếu hắn nghĩ muốn chết một lần sau đó xuyên không, vậy thì không hay rồi. Cô ta biết khi con người tuyệt vọng, chuyện không có hy vọng hơn nữa đều sẽ đi thử, bởi vì ở thế giới này làm theo phương thức của bọn họ, đã không có bất kỳ hy vọng gì rồi, còn không bằng liều chết thử xem. Chỉ là Mộ Dung Khanh đã dấy lên hy vọng này, đâu thể vì một vài câu của Hồ Hạnh Nhi mà có thể đánh tan được. Hắn sau đó ngay cả rượu mừng cũng không uống, về phủ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai lại bước lên chặng đường xa. Hắn lần này không phải là đi tìm Thương Mai, mà đi tìm Lão Tổ Tông. Dù chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Chương 890, Đại Tần của Tần Châu. Hồ Hạnh Nhi biết hắn có lẽ sắp đi rồi, cho nên bèn thông báo với Tráng Tráng trước. Tráng Tráng và Tiêu Kiêu đi cản hắn, không để hắn lại đi phiêu bạt, như vậy thì không chút hy vọng tìm thấy, phải tìm tới khi nào. Ngươi đừng đi nữa, Giang Sơn xã tắc này, ngươi thật sự vì Thương Mai mà vứt bỏ sao? Hoàng đế bây giờ còn non trẻ, liên đại học sĩ và hoàng huynh tuổi tác đã cao, Dạ Vương lại cả lơ phất phơ, trông chờ vào ai chứ? Tráng Tráng tha thiết nói. Mộ Dung Khanh thu dọn đồ của Thương Mai, ngay cả son phấn trước đây cô dùng, hắn cũng đều cất hết, nghe thấy lời của Tráng Tráng, mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nói, hoàng đế không có bổn vương vẫn còn rất nhiều thần tử cốt cán trợ lực. Tráng Tráng kéo tay áo hắn, khẩn cầu, ngươi đừng đi, ngươi đi rồi, ta còn phải lo lắng cho ngươi, Thương Mai sẽ không quay về, ngươi đừng đi tìm nữa, được không? Tiêu Kiêu nhìn Tráng Tráng một cái, khẽ nói, bỏ đi, để hắn đi đi. Họ đều hiểu, có một loại khổ, dù có dùng hết lòng để nhẫn nại, thì cuối cùng cũng có lúc sụp đổ, hắn lên đường thì tốt xấu gì trong lòng cùng còn tia hy vọng. Từ bỏ rồi, thì thật sự không thể sống tiếp nữa. Tráng Tráng khóc đến đứt gan đứt ruột, sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc Thương Mai đã đi đâu rồi? Nếu ngươi chết rồi thì có quỷ hồn không? Có nhìn thấy Lão Thất đã phát điên vì ngươi rồi không? Nếu ngươi không chết thì ngươi ở đâu chứ? Đáp lại nàng chỉ là tiếng gió hiu hắt. Còn có biểu cảm tuyệt vọng trên mặt Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh cuối cùng vẫn đi rồi, Mama ở cửa tiễn hắn, móng ngựa hất tung bụi trần, cũng không biết là nước mắt làm mờ đôi mắt bà ta, hay bụi đất làm mờ đôi mắt. Bà ta đứng trước cửa phủ thật lâu, cho tới khi Uyển Tĩnh ra kéo, bà ta mới chậm rãi quay về. Mama năm nay 60 tuổi, năm ngoái từng ngã một lần, đi lại không tiện lắm, đi vài bước liền cảm thấy chân mềm oặt, ngồi xuống trước hành lang. Thật lâu sau, bà ta khẽ nói với Uyển Tĩnh, vú nuôi trong phủ đều thả đi đi. Mấy vú nuôi kia là trước đây bà ta cẩn thận chọn lựa, luôn giữ lại, dù Thương Mai mất tích đến giờ đã hơn 2 năm, bà ta vẫn luôn giữ lại. Uyển Tĩnh có chút kinh ngạc, Mama, người cảm thấy Vương Phi sẽ không quay lại nữa sao? Mama nhìn bầu trời đang dần hiện ánh bình minh, nàng sẽ quay lại, nhưng mà, thế tử đã 2 tuổi rồi, không cần vú nuôi nữa. Khựng lại một lát, lại nói, còn nữa. Y phục ta làm cho thế tử, đều cho vào tủ trước đi, khăn quấn đều không mặc được nữa, ngày mai ta lại làm thêm cái mới, đợi Vương Phi và thế tử quay về. Uyển Tĩnh im lặng không lên tiếng, nàng ta khá lý trí, cảm thấy Vương Phi đã chết rồi. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không nói đến chủ đề này, ngay cả Ngô Yến Tổ cũng không nói. Tiểu Đao cũng đi 2 năm rồi, không biết bây giờ hắn đang ở đâu. Uyển Tĩnh hỏi. Mama thở dài một tiếng. Nếu chân ta thuận tiện, ta cũng muốn ra ngoài tìm thử, ta không tin, một người đang yên lành như vậy, nói biến mất liền biến mất. Mama tuổi lớn, biết lời này của mình không đúng, bà ta ở trong cung gặp được rất nhiều người nói biến mất liền biến mất. Nhưng những người đó không phải Vương Phi sẽ không như vậy, Vương Phi ở trong lòng bà ta rất đặc biệt, bà ta từ nhỏ bị bán vào cung, những năm tháng tốt đẹp nhất đều bị chôn vùi trong cung điện, vốn có cơ hội xuất cung. Nhưng lúc đó hoàng hậu vừa gia nhập hậu cung, giữ bà ta lại. Hoàng hậu mặc dù tin tưởng bà ta, nhưng trong mắt hoàng hậu, bà ta chỉ là một nô tài đắc lực. Chỉ có Vương Phi, đối đãi với bà ta như con người. Bà ta rõ ràng chỉ là một nô tài, nhưng Vương Phi tôn trọng bà ta. Những người làm nô tài như họ, đến tuổi này rồi, bạc không thiếu nữa, thứ thiếu thốn chính là sự tôn trọng và tử tế này. Đứa bé đó... Là bà ta cầu nguyện rất lâu trước mặt Bồ Tát mới cầu được, bà ta không tin cứ theo Vương Phi không còn nữa như vậy. Uyển Tĩnh à, dạo này trong lòng ta cứ buồn bực, ta sợ mình lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, đợi không được Vương Phi quay về, cũng không thể gặp được thế tử. Uyển Tĩnh an ủi nói, người nói linh tinh gì vậy? Người căn cơ đây, người nên ăn nhiều một chút, điều dưỡng thật tốt,
chân này kêu A Tổ châm cứu vài liệu trình cho người, thì sẽ không còn chuyện gì nữa, sức khỏe người không tốt, quay đầu Vương Phi dẫn Thế Tử quay lại, người còn có thể chăm sóc sao? Nếu Thế Tử hoạt bát, người ngay cả đuổi cũng không theo kịp. Ma Ma nở nụ cười ấm áp, khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn, giống như chiếc đuôi cá xinh đẹp. Đáy mắt bà ta sáng như đuốc, như có thể nhìn thấy Thế Tử đang chạy trong sân. Thật tốt mà. Bắc Mạc, từ khi Tần Châu đăng cơ, liền đổi quốc hiệu thành Tần. Đăng cơ 2 năm, Tần Châu cần mẫn cai trị, ngừng chiến tranh với các nước láng giềng, khai thác đường mua bán, ngành kinh tế và chăn nuôi, ẩm thực đều có bước tăng trưởng cực kỳ lớn. Trước đây nói đến Bắc Mạc, thì đều nói lực lượng quân sự hùng mạnh. Nhưng bây giờ nói tới nước Tần, lại sẽ nói ngành ẩm thực nơi này thực sự làm quá tốt. Đặc biệt là những món điểm tâm phong phú đến lóa mắt đó, thực khách nước khác ăn đến lưu luyến quên về. Những điểm tâm này, nghe nói là hoàng đế thúc đẩy, triển khai toàn quốc. Đại khái không một ai biết, lúc nàng ta còn là Tần đại tướng quân, từng gặp dáng vẻ một người ăn điểm tâm, khiến nàng ta khắc ghi sâu sắc. Thực ra nàng ta biết, người đó không phải thật sự thích ăn điểm tâm và đồ ngọt như vậy, nhưng ký ức về họ, lại không có quá nhiều, từng trải qua sống chết, nhưng những lịch kiếp đó, đều thuộc về đau khổ. Đối với một quân vương mà nói, sống chết của bá tính là điều khắc cốt ghi tâm nhất. Nơi cao thì lạnh lẽo, Tần Châu làm hoàng đế, cũng không phải không có bạn bè. Sau khi An công chúa khỏi bệnh, gả cho Thiên Cơ Tử. Đối với việc thay đổi triều đại, An công chúa có cái nhìn rất thoáng, Bắc Mạc đã hủ bại đến cùng cực, sự xuất hiện của Tần Châu mặc dù thay đổi quốc hiệu, nhưng ít nhất nàng ta không cần chịu áp lực hoàng gia quá nhiều, làm một bách tính bình thường rất tốt. Cho nên, khi Tần Châu muốn phong nàng ta làm trấn quốc công chúa của nước Tần, nàng ta đã cự tuyệt. Nàng ta hưởng thụ sự bình dị. Sau đại hôn của Lương Vương, A Cảnh liền dẫn Nhu Giao về nước Tần báo cáo công việc. Vào cung gặp được Tần Châu, Nhu Giao không nhịn được muốn nói đến chuyện Mộ Dung Khanh từng về kinh thành. 2 năm này, Tần Châu luôn không tìm được người đến nói về cô, cùng những người và sự việc liên quan tới cô. Nhu Giao nhắc tới, Tần Châu cảm thấy xa xôi như đã cách một đời. Hắn ta cuối cũng vẫn không thể buông xuống. Nghe Nhu Giao nói, Tần Châu khẽ thở dài một tiếng. Y phục hoàng đế vàng chói, trên đầu cài châm ngọc bích, mặt mày ngày càng lạnh lùng oai phong, hơi thở đế vương tràn đầy. Nhu Giao nhìn người trước mặt, cứ có ảo giác, nàng là một nam tử. Nào có dễ buông xuống như vậy? Nhu Giao cười khổ, năm đó nàng ta cũng từng thích hắn, hắn nhìn như không thấy, lúc đó nàng ta còn cho rằng hắn trời sinh đã lạnh lùng. Hắn không phải lạnh lùng, một khi hắn yêu, thì chìm đắm hơn bất kỳ ai, hắn chỉ là không biết biểu đạt. Đúng vậy, nào có thể dễ dàng buông xuống? Tần Châu thương cảm nói, ánh mắt lạnh nhạt. Đừng nói hắn, ngay cả ta thỉnh thoảng nhớ tới Thương Mai, trong lòng cũng rất khổ sở. Nhu Giao nói, đúng vậy, khổ sở. Tần Châu thì thào, loại tư vị đó, người chưa từng nếm trải thì nào sẽ hiểu. Người ta đều nói, thời gian là thứ vô tình nhất, mọi thứ đều bị lu mờ theo thời gian, đau khổ gì rồi cũng bị chôn vùi. Nhưng mà, nàng ta lại cho rằng, thời gian quả thực là vô tình, nhưng theo cùng thời gian, có một loại đau, ngược lại sẽ càng sâu sắc. Chương 891, Đại Phu A Ngữ. Đại Tần năm thứ 3, đầu năm, Tần Châu xuất tuần. Quốc thái dân an, thì dễ dàng sinh ra tham quan, mấy tháng nay liên tục nhận được tấu thư mật, nói chi phủ Phong Châu tham ô phạm pháp, cướp đoạt ruộng đất, xua đuổi bách tính. Tần Châu phái hai đại thần Khâm Sai đi điều tra, lại không tra ra được gì, ngược lại, một người lại nói tốt cho chi phủ Phong Châu, Tần Châu thầm nảy sinh nghi ngờ, đăng cơ hơn 2 năm, nàng ta biết còn rất nhiều quan viên bất mãn với mình, dù nàng ta đã đăng cơ làm đế, nhưng cứ gọi nàng ta là hoàng hậu. Tần Châu có thể nhịn xương hô bất kính, nhưng lại không thể chịu được động tác nhỏ sau lưng mưu hại lợi ích bách tính, tổn hại thanh danh triều đình. Lần này xuất tuần, nàng ta là cải trang vi hành, đến nơi nào cũng không truyền ra ngoài. A Cảnh bây giờ rảnh rỗi, cũng muốn cùng Nhu Giao đi khắp giang sơn nước Tần, nên liền cùng nàng ta xuất tuần. Phong Châu là ranh giới giao nhau với Vương quốc Đại Nguyệt, trước đây là châu phủ biên thùy yên tĩnh, chỉ là núi cao hoàng đế xa, hơn nữa sau khi Tần Châu đăng cơ thì khai thác mối quan hệ hữu hảo hai nước, giao dịch kinh tế với Đại Nguyệt, nên hơn một năm nay, có rất nhiều thương nhân du nhập, nghe nói ngay cả hồ gia của Đại Chu cũng có ngân hiệu và tiệm lương thực ở đây. Vốn là một trấn nhỏ yên bình, bỗng có nhiều qua lại mậu dịch như vậy, lợi ích trong đó suy nghĩ là biết.
quan thương cấu kết là vấn đề nghiêm trọng nhất, vì có rất nhiều người du nhập, đất đai cũng thuận nước đẩy thuyền, quan phủ liền lấy đất bán cho thương nhân, thu về lợi ích khổng lồ. Tần Châu bí mật tuần tra, sau khi đến Phong Châu, liền tìm nơi ở lại trước. Đất Phong Châu nổi danh mì lạnh, Nhu Giao nhất thời tham ăn ăn hai bát, tối đó liền đau bụng. Tự nàng ta kê đơn thuốc, kêu tiểu nhị khách điếm đi bốc, tiểu nhị lấy thuốc quay về, liền hỏi Nhu Giao có cần đi xác ngay không, vì ở bên ngoài, A Cảnh liền kêu Nhu Giao mở gói thuốc kiểm tra trước. Nhu Giao phát hiện có hai vị thuốc thay đổi, không giống với đơn thuốc của nàng ta, bèn gọi tiểu nhị tới, người có kêu người bốc thuốc theo đơn không? Tiểu nhị đáp, phu nhân, ta đưa đơn thuốc cho đại phu, đích thân đại phu bốc thuốc, có vấn đề gì sao? Sẽ không có vấn đề, đại phu A Ngữ là đại phu giỏi nhất nơi này. Hắn không bốc thuốc theo đơn của ta, Nhu Giao không vui nói. Tiểu nhị cười nói, vậy cũng không sao, đại phu A Ngữ nói, người vừa tới Phong Châu, không quen thủy thổ nơi này, người thế này là không hợp thủy thổ, cho nên đổi hai vị thuốc khá nhẹ, nàng nói thuốc của người hơi nặng, uống vào mặc dù cũng có thể khỏi, nhưng sẽ thương căn cơ, mấy ngày sau bất kể là ở Phong Châu hay đi nơi khác đều sẽ tinh thần không yên lại dễ sinh bệnh. A Cảnh không hiểu y lý, nghe lời của tiểu nhị thì tức giận nói năng kiểu gì vậy? Đây là nguyền rủa người ta đâu? Tiểu nhị vội nhận sai, ra, phu nhân, hai người đừng tức giận, nếu không, tiểu nhân lại đi một chuyến. Nhu Giao lại xua tay, phân tích cẩn thận dược liệu, bất giác nói, hắn nói không sai, dùng hương sa và liên kiều, một mặt có thể thanh nhiệt, hai lại có thể bảo vệ dạ dày, là phương thuốc tốt, chỉ là đại phu A Ngữ này chưa từng gặp ta, cũng chưa từng chẩn bệnh, đã khai đơn linh tinh, thực sự không tốt. Tiểu nhị nghe nàng ta nói đại phu A Ngữ không đúng liền không nhịn được biện bạch, lúc nàng bốc thuốc có hỏi tiểu nhân nói hết triệu chứng của phu nhân cho nàng biết, cũng nói luôn phu nhân vừa tới Phong Châu. Vậy cũng quá qua loa, Nhu Giao nói rồi lại nói, chỉ là phương thuốc này cũng không ngại, không phải không hợp thủy thổ mà là không hợp dạ dày, cũng có thể dùng, lần này bỏ đi, người vẫn là đi nói với hắn một tiếng, làm đại phu thì trước khi không có triệu chứng, thì tuyệt đối đừng kê đơn linh tinh. Không phải tất cả bệnh nhân đều có chứng bệnh này. Đại phu A Ngữ cũng không phải kê thuốc tùy tiện, nàng đã trị khỏi cho rất nhiều bệnh nhân rồi. Vậy cũng không được, về vấn đề này Nhu Giao cực kỳ nghiêm túc, chính vì hắn đã kê thuốc chữa khỏi cho rất nhiều người nên dễ dàng sinh ra tâm lý ăn may, sau này sẽ càng thêm không thận trọng, nếu ngươi không đi nhắc nhở hắn, ngày mai ta sẽ đi. Được, tiểu nhân đi, tiểu nhân đi, tiểu nhị nói. Nhu Giao lúc này mới thôi, kêu hắn đi xác thuốc. Tiểu nhị đi rồi, nàng ta ngẫm nghĩ, nói với A Cảnh, tiểu nhị đó sùng bái đại phu A Ngữ như vậy, nhất định sẽ không đi nói, dù hắn nói, đại phu đó cuồng vọng như thế, sợ rằng cũng không nghe lọt, ngày mai ta phải đi một chuyến. A Cảnh cười nói, được, đi đi. Ngày hôm sau, Tần Châu thức dậy rất sớm, lệnh cho lạc đà thị vệ đi gọi A Cảnh, kêu Nhu Giao nghỉ ngơi thật tốt, nàng ta lại cùng thị vệ ra ngoài xem thử. Nhu Giao hôm nay cũng thức dậy rất sớm. Tinh thần đã tốt hơn nhiều, cơn ấm ách trong bụng và cảm giác buồn nôn cũng đã biến mất, mặc dù nàng ta cảm thấy thuốc của vị đại phu A Ngữ đó rất hiệu quả, nhưng vẫn nói muốn đi nói một chút. Nghe lạc đà đến nói, Nhu Giao vội đáp không, ta không nghỉ ngơi, ta muốn ra ngoài. A Cảnh nói, nàng không nghỉ ngơi thêm một lát sao? Đợi nàng nghỉ ngơi khỏe rồi ta lại cùng nàng ra ngoài. Nhu Giao nói, không sao, ta khỏe hơn nhiều rồi, ở lại khách điếm buồn chết ta. Còn không bằng theo hoàng thượng ra ngoài. A Cảnh cười nói, xem ra, thuốc của vị đại phu A Ngữ đó vẫn thật có hiệu quả. Nhu Giao hừ nói, có hiệu quả thì sao? Mèo mù còn tông không chết một con chuột. Theo tiểu nhị nói, số chuột nàng ta tông chết thật nhiều. Nhu Giao lười nói với hắn, sửa soạn một chút rồi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, còn đặc biệt hỏi tiểu nhị y quán của đại phu A Ngữ kia ở đâu? Trên đường. Tần Châu nghe nói phong ba bốc thuốc tối qua của Nhu Giao bèn cười, hắn là đại phu tốt nhất nơi này, thì phải hiểu thủy thổ khí hậu nơi đây, Phong Châu ấm áp ấm thấp, rất nhiều người tới đây nhất định sẽ có triệu chứng không thích ứng, hắn cũng không phải đoán bệnh linh tinh, chỉ là biết được tình huống của ngươi từ phương thuốc, không phải tiểu nhị đó cũng nói tình huống của ngươi cho hắn nghe sao. Nhu Giao nghe phân tích của Tần Châu, cảm thấy có lý nhưng chung quy vẫn là không quá thận trọng. Ta đi gặp hắn thử, nếu hắn thật sự có bản lĩnh. Ta sẽ thỉnh giáo hắn, nếu không, ta thế nào cũng phải nhắc nhở đôi câu. Nhu Giao nói. Nhu Giao hai năm nay cũng có nghiên cứu về mặt y thuật, nhưng không có Thương Mai chỉ điểm, y thuật của nàng ta còn không bằng Ngô Yến Tổ.
Ngô Yến Tổ Thắng ở kinh nghiệm lâu năm, kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Mấy người đi khoảng nửa canh giờ, vẫn chưa gặp được y quán Bảo Nguyên Đường mà tiểu nhị nói, bèn tùy tiện tìm một người qua đường hỏi, trải qua sự chỉ đường của họ, cuối cùng đã tìm thấy, thực ra cách khách điếm không tính là xa, chỉ là vừa rồi họ đi ngược hướng. Bảo Nguyên Đường nằm trên con phố mặt ngoài phủ nha, được xem là con phố phồn hoa bậc nhất Phong Châu, mở y quán ở đây, thì hẳn kiếm được rất bột. Nhu Giao nhìn dòng người không ngớt ngoài Bảo Nguyên Đường, lại nhìn vào bên trong, rất nhiều bệnh nhân, đều đang chờ khám bệnh. Nhu Giao nói, người Phong Châu thật giàu có, y quán này ai cũng có thể vào. Trong kinh thành Đại Chu, giai cấp hạ bần vào y quán, thì ít nhất phải tiêu tốn một tháng tiền phí, đây còn là bệnh nhẹ, nếu thật sự mắc chút bệnh nặng gì, sợ là bán nhà cũng không đủ chữa trị. Nhu Giao luôn muốn mở y quán, nhưng không thể tiến hành, đây cũng là nuối tiếc trong lòng nàng ta. Cũng không phải kinh thành Đại Chu không nhận nữ đại phu, nhưng chủ yếu là người ta nhận là Hạ Thương Mai, chỉ biết có Hạ đại phu, nào biết còn có nữ đại phu khác. Chương 892, đứa trẻ hổ đầu. Tần Châu không muốn đi vào, chỉ muốn đến ngồi trong quán trà đối diện, nhìn người ra vào phủ. Cho nên nàng ta nói, ngươi xem người ta nhiều bệnh nhân như vậy thì đã biết vị đại phu này y thuật rất cao minh, ta thấy chúng ta không nên đi vào. Thật ra Nhu Giao cũng đã nửa đường bỏ cuộc, chủ yếu là chính nàng ta tự biết y thuật của mình còn không cao minh mà còn đi chỉ bảo người ta, lúc ấy đến chỉ là vì đơn thuốc bị sửa đổi nên có chút tức giận, bây giờ nhìn người ta quả thực là có mấy phần tài năng cũng liền không có ý định đi vào. Tần Châu vừa nói như vậy nàng ta lại đúng lúc có thang đi xuống, nói, vậy thì thôi, lần sau lại đến đi, hôm nay nhiều bệnh nhân, nói hắn ta ngay trước mặt bệnh nhân cũng không tốt. A Cảnh biết nàng ta. Nghe nàng ta nói như vậy liền cười nói, cũng đều đã tới hay là chúng ta vào xem, nhân tiện nhờ A Ngữ đại phu kia bắt mạch cho nàng. Cũng được, Nhu Giao rất muốn mở mang kiến thức một chút, nếu như không phải để nàng ta đi trêu chọc thì vào xem một chút càng hợp ý nàng ta. Tần Châu nói, vậy các ngươi đi vào đi, ta đến quán trà bên cạnh ngồi một chút. Được, Nhu Giao kéo A Cảnh đi vào. Bảo Nguyên Đường có mấy vị đại phu. Trước mỗi một vị đại phu đều có người xếp hàng chờ và Nhu Giao không biết vị nào là A Ngữ đại phu. Sau khi liếc nhìn, A Cảnh liền hỏi một người bệnh nhân bên cạnh, A Ngữ đại phu ở đâu? Bệnh nhân kia nhìn hắn ta, biết hắn ta là người nơi khác liền nói, bình thường buổi tối A Ngữ đại phu mới đến ngồi xem bệnh. Tối nay vẫn có đại phu ngồi xem bệnh, Nhu Giao giật mình, bình thường đại phu ở y quán buổi tối đều đóng cửa, để lại dược đồng hoặc là người học nghề ở trong tiệm, để phòng ban đêm có người bốc thuốc. Về phần đại phu, trừ khi là có bệnh bộc phát nặng thì mới đến y quán, nếu không muốn tìm cũng chỉ có thể đến nhà đại phu mời với số tiền lớn, tiền xem bệnh đối với bệnh bộc phát nặng so với lúc đang ngồi ở tiệm đắt hơn gấp bội. Đúng vậy, A Ngữ đại phu chính là buổi tối ngồi xem bệnh. Nếu A Ngữ đại phu không ở thì A Cảnh và Nhu Giao liền không xem, đi đến quán trà tìm Tần Châu. Hai người vừa ra cửa thì gặp một đứa bé khoảng 1-2 tuổi loạng trà loạng choạng đi tới, đứa bé kia dáng dấp trông rất đẹp mắt, làn da trắng trắng mềm mềm, mắt to, lông mi dài mảnh giống một chiếc quạt, hắn nắm chặt nắm đấm mập mạp, đi rất chăm chú. Sau lưng đứa trẻ này cũng không có người đi theo, Nhu Giao liếc nhìn xung quanh liền hỏi, Hải Nhi này, nương người đâu? Đứa bé kia cũng không sợ người lạ, ngẩng đầu nhìn Nhu Giao, lắc đầu, nương không biết. Đi đường không quá trôi chảy nhưng nói chuyện lại rất rõ ràng. Nhu Giao sinh lòng yêu mến liền nói, tự ngươi đi ra. Tìm nương, đứa bé kia lại nói. Nhu Giao nhìn dòng người qua lại, quả thật không thấy có ai tới dắt con thì liền nghĩ đến người mẹ nào sơ ý chủ quan đưa con theo ra đường mà lại lạc mất con rồi. Không được, phải tìm được mẹ hắn mới được. Nhu Giao nói với A Cảnh, ở đây người đến người đi, còn có xe ngựa, đứa nhỏ này nếu chạy ở trên đường cái thì dễ bị thương. Và lại nếu có bọn buôn người nhìn thấy động lòng xấu xa thì đứa nhỏ này liền thảm rồi. Nói xong nàng ta ôm lấy đứa trẻ kia và hỏi, mẹ ở đâu ngươi biết không? Đứa trẻ chỉ về phía sau, nương ở kia. Nhu Giao nói, vậy thì tốt, A-di dẫn người đi tìm nương. Đứa trẻ cũng không làm loạn, cánh tay nhỏ mập mạp cuốn lấy cổ Nhu Giao. Nhu Giao cười nói, ngươi tên tiểu tử mập mạp này, thật là nặng. A Cảnh nghe vậy thì nói, để ta bế. Đứa trẻ kia lại không đồng ý, đầu lắc một cái liền nằm trên vai Nhu Giao, không muốn thúc thúc dâu ria. Nhu Giao cười ha ha, được, chúng ta chê thúc thúc dâu ria. A Cảnh sờ lên cằm, hắn ta đâu có dâu ria gì chứ.
chẳng qua là mấy ngày nay đi trên đường không cạo thôi, với lại cũng chỉ là mọc ra rất ngắn, không dọa người chút nào. Đứa nhỏ này chính là không can đảm. Nhu Dao bế hắn đi, hỏi, ngươi tên là gì? Hổ đầu. Hổ đầu, cái tên này rất oai phong. Nhu Dao đặc biệt thích giọng hắn khi nói chuyện, bì ba bì bô nhưng lời nói lại rõ ràng. A Cảnh đi theo hai người họ, trong lòng cực kỳ tức giận, tiểu tử này còn giày vò vợ hắn ta, hôm qua vừa mới uống thuốc xong. Nhưng thấy Nhu Dao vui mừng như vậy hắn ta cũng chỉ có thể nuông chiều tiểu tử kia một hồi. Đi dạo một khắc đồng hồ vẫn không thấy mẹ hổ đầu, Nhu Dao cũng thực sự là bế không nổi nữa, chỉ có thể đưa đến quán trà gặp Tần Châu trước, lát nữa tìm mẹ hắn tiếp. Một người mẹ sơ ý chủ quan như vậy cũng nên để nàng ta lo lắng sốt ruột. Tần Châu ngồi xuống vừa uống một ly trà thì thấy Nhu Dao bế một đứa trẻ tới. Các người bắt cóc đứa bé ở đâu vậy? Tần Châu cười hỏi. Nhu Dao bế đứa trẻ ngồi xuống, người ta làm lạc, tìm một hồi không tìm được mẹ hắn đành phải bế tới đây trước. Tần Châu nhìn đứa bé kia, chỉ thấy hắn mày rậm mắt to, nhìn rất đẹp, nhưng nàng ta vẫn luôn không quá ưa thích trẻ con cho nên cũng không muốn đi tới ôm. Ngược lại đứa bé kia thấy Tần Châu thì không biết như thế nào lại đưa tay muốn nàng ta bế, nương bế. Tần Châu mặc nam trang, khí thế võ tướng còn chưa thu lại, cho nên người bình thường nhìn nàng ta cũng sẽ không cảm thấy nàng ta là nữ tử. Đứa trẻ 1-2 tuổi này liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tần Châu kinh ngạc nhìn hắn, nương. Nhu Dao cười nói, hài tử nha, gọi ai là nương vậy? Tần Châu nhìn mặt mũi của hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Các ngươi có cảm thấy đứa nhỏ này có điểm giống với Mộ Dung Khanh không? Tần Châu hỏi. Nhu Dao kêu một tiếng, kéo khuôn mặt trong nhỏ của hắn nhìn cẩn thận. Ôi, ngươi đừng nói, thật sự là có 3 phần giống như thế đó. Nàng ta quay đầu đi nhìn A Cảnh, chàng xem, có phải rất giống hay không? A Cảnh nhìn kỹ một chút, nói, không lắm giống, ngược lại là có điểm giống Vương Phi, không, quả thật là với Vương Phi giống nhau như đúc. Nhu Dao cười mắng, người chỗ nào nhìn ra với Thương Mai giống nhau như đúc. Trên tai hắn có nốt ruồi son, trên vành tai Vương Phi không phải có một nốt ruồi son nho nhỏ sao? Vị trí giống nhau như đúc, A Cảnh nói, đương nhiên nếu bàn về dáng vẻ thì cũng không giống. Tần Châu vội vàng nhìn sang, quả thật thấy trên vành tai hổ đầu có một nốt ruồi son nho nhỏ. Sao chàng biết trên vành tai Thương Mai có nốt ruồi son? Nhu Dao hỏi, nàng ta còn không để ý đến. Đúng vậy, Tần Châu cũng hỏi, có thể thấy được Tần Châu cũng không để ý đến. A Cảnh trợn to mắt, các ngươi đều không nhìn thấy sao? Một nốt ruồi son lớn như vậy. Nhu Dao nhìn nốt ruồi son của hổ đầu, quả thực rất lớn, có một nốt lớn như hạt gạo. Vành tai Thương Mai đúng là có nốt ruồi son, nhưng nhỏ hơn so với hổ đầu, khả năng quan sát của A Cảnh thật lợi hại. Lúc Tần Châu nhìn Thương Mai chưa từng nhìn chỗ khác của cô, đều là nhìn đôi mắt và khuôn mặt cô, đương nhiên không để ý đến. Về phần Nhu Dao, bất cần, cho dù thỉnh thoảng gặp cũng sẽ không nhớ ở trong lòng. Nương bế, hổ đầu vẫn lăn qua lăn lại muốn Tần Châu bế. Bởi vì hắn và Thương Mai có một nốt ruồi giống nhau như đúc nên Tần Châu cũng sinh lòng hảo cảm, đưa tay qua ôm hắn. Thân thể nho nhỏ kia mập mạp, hai tay quấn một cái liền cuốn chặt cổ Tần Châu, khuôn mặt béo múp míp cũng áp vào Tần Châu, trong lòng Tần Châu bỗng chốc dâng lên một tình cảm kỳ lạ. Chương 893, ngươi là Hạ Thương Mai. Tiểu nhị bưng điểm tâm tới, nhìn thấy Tần Châu ôm đứa bé liền cười nói, hổ đầu, sao ngươi lại chạy ra ngoài? Nương ngươi đâu? Hổ đầu từ trên vai Tần Châu trống lên, chớp chớp đôi mắt to, nương không biết. Nương ngươi đi hái thuốc ngươi cũng không thể chạy loạn, cẩn thận nương về đánh cái mông ngươi. Tiểu nhị ca cười nói. Nhu Dao nghe vậy kinh ngạc hỏi, hắn luôn chạy loạn như thế này. Khách quan từ nơi khác tới sao? Tiểu nhị cười nói, ngươi nhìn hắn dáng vẻ đàng hoàng nhưng không biết hắn quỷ quái cỡ nào đâu, không ai trông nổi hắn, không để ý liền chạy. Nhu Dao mất hứng nói, mẹ kiểu gì vậy? Con của mình cũng không trông cẩn thận, lát nữa nếu có người ôm đi thì để nàng ta khóc đi. Tiểu nhị lắc đầu nói, thế thì không đâu, Phong Châu này ai không biết hắn chứ? Người Phong Châu biết hắn nhưng ở đây người nơi khác cũng nhiều, thương nhân qua lại mỗi ngày không biết bao nhiêu, làm mẹ như vậy cũng quá bất cẩn. Nhu Dao nói, cũng sẽ không, Phong Châu này ra vào phải đi qua trạm kiểm soát của quan sai, khi tới kiểm tra, khi đi ra cũng phải kiểm tra, hơn nữa ai dám động đến đứa nhỏ này. Tiểu nhị cười nói, Nhu Dao nhớ tới lúc họ vào thành, đúng là kiểm tra nghiêm ngặt.
Tần Châu lại tò mò hỏi, vì sao không dám động vào đứa nhỏ này? Hổ đầu rất lợi hại, đừng nhìn hắn mới 2 tuổi, người thử có một chút ý đồ xấu xem. Tiểu nhị ca giống như là vô cùng tự hào nói. Sự tự hào này khiến bọn Tần Châu rất khó hiểu. Mẹ đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? Địa vị rất lớn sao? Nhu Giao hỏi. Hắn là con của A Ngữ Đại Phu. Niềm tự hào của tiểu nhị ca càng rõ ràng hơn, rất giống A Ngữ Đại Phu này là đặc sản của Phong Châu. Nhu Giao bỗng nhiên đứng dậy, lại là A Ngữ Đại Phu, ta thực sự muốn tìm hắn ta nói chuyện cẩn thận một chút, làm mẹ không hiểu chuyện, làm cha cũng không hiểu chuyện sao. Cha, tiểu nhị ca cười lắc đầu, A Ngữ Đại Phu chính là mẹ của Hổ Đầu. Nhu Giao kêu lên một tiếng, là nữ. Đừng coi thường nữ nhân, y thuật của A Ngữ Đại Phu rất cao minh. Tiểu nhị ca vội vàng nói. Nhu Giao rất là kính nể nữ đại phu, nhất là nữ đại phu mở y quán, nàng ta cảm thấy vô cùng khó khăn, giống như nàng ta ở kinh thành cũng coi là có quan hệ nhưng muốn mở y quán cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng đối với việc cô trông con sơ ý chủ quan như vậy Nhu Giao cũng vô cùng không vui, lại thêm việc thay đổi phương thuốc tối hôm qua khiến cảm giác kính nể đã giảm đi rất nhiều, chẳng qua là cũng muốn đến thăm hỏi. Tần Châu cũng nảy sinh ý định thăm hỏi. Phong Châu lại có nữ đại phu xuất sắc như vậy. Phải tiếp kiến thật tốt. Tiểu nhị ca, A Ngữ đại phu ở đâu? Tần Châu hỏi. Tiểu nhị ca trả lời, nàng ở trong viện phía sau y quán, bình thường ban ngày nàng không ngồi xem bệnh, buổi tối mới ngồi xem bệnh. Buổi tối mới ngồi xem bệnh, vậy có lẽ nàng ta vẫn chưa lên. Tần Châu nói. Nhu Giao nói, nhưng đứa nhỏ này cần đưa trở về, buổi tối nàng ngồi xem bệnh, ban ngày nên có người trông con chứ? Có. Mời một nhũ mẫu, nhưng nhũ mẫu này sao có thể là đối thủ của Hổ Đầu? 3 ngày hắn chạy ra ngoài chơi 2 lần. Không đúng, hắn vừa nói đi tìm mẹ. Vậy có lẽ A Ngữ đại phu đi ra ngoài. Tiểu nhị ca nhìn ra bên ngoài, có lẽ lúc này còn chưa ngủ đâu, giờ thì nàng đóng cửa quán, nếu gặp phải bệnh nặng thì bình thường sẽ đến tận buổi trưa mới ngủ. Mấy người nghe được lời ấy vội vàng ăn một chút gì đó rồi đi qua ngay. Lúc Tần Châu bế đứa trẻ đi vào, có bệnh nhân nhìn thấy Hổ Đầu đều nhao nhao thi nhau đến sờ mặt hắn, Hổ Đầu ghé vào vai Tần Châu có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm. Thả xuống là được, có dược đồng tới nói với Tần Châu, hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào vì sao lại có người lạ bế con của lão bản nhà mình đi vào, hoặc có lẽ chuyện này đã thành thói quen. Tần Châu nhíu mày, thả xuống là được, không sợ hắn lại đi ra ngoài sao? Không sao, chính là ôm đi cũng sẽ có người ôm trở về. Dược đồng cười nói. Nhu Giao tức giận nói, A Ngữ đại phu của các ngươi đâu? Buổi tối A Ngữ đại phu mới ngồi xem bệnh. Chúng ta có chuyện quan trọng tìm nàng, Tần Châu nói. Vốn cho rằng còn phải phí một chút trắc trở, nhưng sau khi Tần Châu đã nói như vậy, Dược Đồng vậy mà nói, là có bệnh phát nặng sao? Được, ta đưa các ngươi đi vào tìm A Ngữ đại phu, bây giờ chắc là nàng có thể đến khám bệnh tại nhà. Tần Châu cùng Nhu Giao liếc nhau một cái. Xem ra vị A Ngữ đại phu này cũng không kiêu căng lắm. Tần Châu bảo bọn A Cảnh chờ ở bên ngoài, mình và Nhu Giao đi theo Dược Đồng vào trong hậu viện. Hậu viện rất lớn, vừa vén rèm lên liền ngửi thấy mùi thuốc bay đến từng đợt, Tần Châu liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy hậu viện đúng là một tứ hợp viện, có phòng chính và 2 gian phòng bên cạnh, ở giữa có sân vườn, trong sân phơi thảo dược. Tần Châu không hiểu vị thuốc nhưng Nhu Giao lại hiểu. Nàng ta đi qua liếc nhìn thảo dược đang phơi. Những loại dược này chưa từng được xử lý, có vẻ là hái ở trên núi về mà không phải mua ở trong dược thương. Bảo nguyên đường này lớn như vậy mà lại tự mình hái thuốc. Dược đồng gõ cửa phòng bên cạnh liền thấy cửa mở ra. Chuyện gì? Một giọng nữ dịu dàng truyền đến. Tần Châu và Nhu Giao gần như là đồng thời đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía người ở trong phòng bên cạnh. Ánh mặt trời buổi sáng nhàn nhạt chiếu lên mặt cô, hẳn là trắng đêm không ngủ, đáy mắt có vết thâm. Khuôn mặt mộc với sắc mặt khỏe mạnh, đôi mắt kia, đôi môi kia, khuôn mặt kia, giọng nói kia, đối với hai người mà nói dường như là cách một đời. Thương Mai, Nhu Giao lầm bầm gọi một tiếng, gần như không thể tin vào mắt của mình, ra sức rụi. A Ngữ đại phu ngẩng đầu nhìn Nhu Giao, lại nhìn Tần Châu một cái, trên mặt có vẻ ngờ vực, hai vị là đến mời xem bệnh. Nhu Giao bước dài lao tới, đẩy Dược Đồng ra rồi giữ chặt tay A Ngữ đại phu. Kích động đến gần như không nói ra lời, ngươi không biết ta. A Ngữ đại phu nhìn nàng ta, trong mắt dường như có vẻ kinh ngạc, ngươi biết ta. Thương Mai, Hạ Thương Mai, Tần Châu, ngươi qua đây, ngươi qua đây. Nhu Giao bỗng nhiên quay đầu nhìn Tần Châu đã đứng yên tại chỗ,
Đôi mắt Tần Châu nhìn Thương Mai chằm chằm, gần như không chớp mắt, cuộc đời võ tướng khiến nàng ta có năng lực tự kiềm chế rất mạnh, nhưng bây giờ lại không nhịn được hơi run lên. Các người thật sự biết ta? A Ngữ đại phu nhìn Nhu Dao một chút rồi lại nhìn Thương Mai. Ta là Nhu Dao, sao ngươi có thể không biết ta? Nhu Dao cuống lên, nước mắt rào rào rơi xuống, sao ngươi có thể không biết ta? Ngươi không nhớ ta sao? Ta là Nhu Dao, ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn kỹ một chút. Vừa rồi ngươi gọi ta là Thương Mai. A Ngữ đại phu dường như có chút sững sờ. Ngươi là Thương Mai, Hạ Thương Mai. Nhu Dao dùng sức lắc tay của cô, chỉ hận không thể vạch mắt của cô ra một chút, bảo cô nhìn chăm chú cẩn thận. A Ngữ đại phu lắc đầu, ánh mắt có chút ảm đạm, các ngươi nhận nhầm người rồi, ta tên là A Ngữ. Không nhận nhầm, Tần Châu trầm giọng nói, một bước đi lên tới gần Thương Mai, là ngươi, ta biết là ngươi, ngươi là Hạ Thương Mai. Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng loảng xoảng, giống như là có người làm đổ bát. Chương 894, Sở Kính tìm con đường sống. Đại phu A Ngữ gạt tay Nhu Dao ra, quay người chạy vào trong. Phụ thân, Nhu Dao và Tần Châu nhìn nhau, nàng ta có phụ thân. Nàng ta không phải là Thương Mai. Hạ Hoè Quân phụ thân của Thương Mai sớm đã chết rồi. Nhu Dao rất thất vọng, nhưng mà Tần Châu nhanh chân đi theo vào trong. Cửa sổ trong phòng mở he he, ánh sáng từ cửa phòng và ánh sáng từ cửa sổ đủ để Tần Châu nhìn rõ người trên giường. Đó là một người cho dù có hóa thành cho bụi nàng ta cũng sẽ không nhận lầm, nhưng mà, ông ta đã thay đổi rất nhiều. Đại phu A Ngữ lấy chén thuốc dưới sàn lên, chất lỏng thuốc màu đen đang chảy ngoằn ngoèo trên đất. Phụ thân, con đã nói lát con sẽ quay lại cho người uống thuốc, sao người lại tự mình lấy chứ? Người trên giường nhìn Tần Châu, đôi mắt u ám, đục ngầu. Hoàn toàn mất đi vẻ sắc bén và lạnh lùng năm đó, da mặt khô khốc gầy đi rất nhiều, cả người dường như chỉ còn lại một lớp da, giống như một người già đã đến tuổi gần đất xa trời. Tần Châu nhìn dưới lớp chăn mỏng, nơi hai chân của ông ta, không có gì cả. Một đời đế vương, lại có kết cục như vậy. Người gọi ông ta là phụ thân, ánh mắt Tần Châu lạnh băng nhìn Sở Kính. Phụ thân, hai vị này đến tìm người, nhưng mà đã tìm lầm người rồi. Đại phu A Ngữ giới thiệu nói. Sở Kính nói từ từ, âm thanh khàn khàn khó nghe, A Ngữ, con ra ngoài trước, ta nói chuyện với hai vị khách quý này. Đại phu A Ngữ hoài nghi nhìn Tần Châu, nếu như không nhìn lầm, đáy mắt nàng ta tràn đầy sự căm hận và tức giận. Có vẻ như người nằm trước mắt nàng ta, có mối thù không đội trời chung với nàng ta. Các người thật sự quen biết nhau sao? Đại phu A Ngữ hỏi. Nhiều năm trước gặp qua, Sở Kính nói. Đại phu A Ngữ nhìn ra Tần Châu và Nhu Dao có thái độ thù địch, vốn không muốn ra ngoài, nhưng có dược đồng đến tìm, bảo có bệnh nặng, đại phu A Ngữ liền vội vàng ra ngoài. Sau khi đại phu A Ngữ ra ngoài, Sở Kính đuổi dược đồng dẫn đường đi. Sau khi cửa đóng lại, Tần Châu từ từ ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói, không ngờ ông ẩn nấp ở đây, ông đúng là rắn chết vẫn còn nọc độc mà. Sở Kính từ từ dở tấm chăn ra, chỉ thấy nơi hai chân ông ta, đúng là không có gì cả. Tần Châu nhìn một cái, lại nhìn ông ta, thì sao chứ? Chết rồi cũng không có gì quá đáng. Sở Kính từ từ nói, đúng vậy, có chết cũng không quá đáng. Ông ta thở dài một hơi, rốt cuộc các người đã tìm tới. Hoàng thượng dễ tìm thật đấy, Nhu Dao tức giận nói. Hoàng thượng, Sở Kính nhìn Nhu Dao, sau đó nhìn Tần Châu, châm biếm nói, nàng ta mới là hoàng thượng, không phải sao? Nói, tại sao ông lại giấu Thương Mai ở đây? Ông rốt cuộc đã làm gì nàng ta? Nàng ta không quen biết chúng tôi, còn gọi ông là cha, ông đúng là không có liêm sỉ, ông có tư cách gì làm cha của nàng ta? Phụ thân ruột của nàng ta, thì có tư cách làm cha của nàng ta sao? Sở Kính lạnh lùng nói. Phụ thân ruột của nàng ta không có tư cách, ông cũng không có. Gân trán của Tần Châu nổi lên, có thể thấy đã rất tức giận, nhưng mà nàng ta kìm nén lại. Đáy mắt của Sở Kính cũng có sự tức giận và nỗi căm ghét như vậy, đối với Tần Châu nữ nhân đã cướp đoạt giang sơn của ông ta lại bại trong tay một nữ nhân. Điều khiến ông ta không thể chấp nhận nhất là, bây giờ nàng ta với dáng vẻ kẻ chiến thắng đứng trước mặt ông ta, mà ông ta phải dở tấm chăn ra để nàng ta nhìn thấy đôi chân bị cụt của bản thân, để có sự đồng cảm của nàng ta, tha cho ông ta một con đường sống. Thắng làm vua thua làm giặc, ông ta là giặc, nhưng vốn dĩ, ông ta là vị vua đó. Thân phận thay đổi, tức giận nhục nhã, bản năng tìm con đường sống, khiến máu toàn thân của ông ta đều chảy về não,
cả khuôn mặt đều trở thành màu tím. Nhưng mà, ông ta vẫn còn một tấm át chủ bài. Hạ Thương Mai. Ông ta cố gắng ổn định hơi thở của mình, kìm nén cơn giận, đổi một cách nói lạnh lùng, người đi nói với nàng ta tên là Hạ Thương Mai, dùng tất cả mọi cách của ngươi để khiến nàng ta nhớ lại chuyện trước kia, ta dám bảo đảm, không quá 3 ngày, nàng ta sẽ tự vẫn mà chết. Tần Châu đấm một cái lên bàn, chiếc bàn ầm ầm sập xuống, nàng ta tức giận hét lớn, ông rốt cuộc đã làm gì nàng ta? So với cơn tức giận của Tần Châu, Sở Kính càng trở nên bình tĩnh, không phải là ta đã làm gì nàng ta, mà là bản thân nàng ta đã gặp phải chuyện gì, cặp song sinh nàng ta sinh ra, bị sói tha đi mất một đứa, vì chuyện này, nàng ta đã tự vẫn qua mấy lần, lần cuối cùng, nhảy xuống vực thẳm, không chết được, ta cứu nàng ta về, bởi vì nàng ta mất đi đôi chân, cho nên, nàng ta phải nuôi ta, nàng ta rất may mắn, lần tự vẫn cuối cùng, lúc tỉnh lại đã mất trí nhớ. Nhu Giao nghe xong, ngây ra. Nàng ta nhớ lại chú thuật, trước lúc rời kinh, Dạ Vương nói cho nàng ta nghe, Thương Mai bị Nghi Quý Phi hạ chú thuật. Tần Châu không tin, lạnh lùng nói, ông đã cứu Thương Mai. Ông không hại nàng ta đã là tốt lắm rồi, ăn nói trắng trợn, ta một chữ cũng không tin. Không tin, thì cứ đi thử, muốn nàng ta nhớ lại thực sự không khó, ta ngẫu nhiên nói lại chuyện trước kia của nàng ta đều kích động. Có thể thấy ký ức của nàng ta không được chôn vùi quá sâu. Tần Châu đang muốn nói, Nhu Giao lại nói, Hoàng thượng, chúng ta nói chuyện một chút. Tần Châu quay đầu nhìn Nhu Giao, thấy nét hoảng sợ trên mặt của Nhu Giao, sắc mặt của nàng ta cũng trở nên nặng nề. Hai người đi ra ngoài, Sở Kính nhìn cánh cửa được đóng lại, thở dài một hơi, lòng bàn tay nắm chặt lại đã đầy mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm, giống như vừa trải qua một trận đại chiến, lại là một trận đại chiến không kịp phòng bị. Thương Mai đã trúng chú thuật, loại chú thuật này sẽ chôn vùi một kinh thiên lôi trong suy nghĩ của người khác, một khi gặp phải một số nguyên nhân nào đó, sẽ dẫn tới suy sụp tinh thần, dẫn đến tự vẫn. Ai hạ thế, Tần Châu tức giận. Là Nghi Quý Phi kêu Mai Phi trước đó làm. Lại là nữ nhân này. Sao bà ta còn chưa chết nữa? Tần Châu đùng đùng nổi giận, Thương Mai 5 lần 7 lượt tha cho bà ta còn không biết vừa lòng. Khoan nói chuyện này đã. Người cảm thấy lời Sở Kính nói có mấy phần là thật. Ví dụ việc Thương Mai sinh ra cặp song sinh lại bị tha đi mất một đứa, nếu như chuyện này là thật, Thương Mai tự vẫn cũng nhất định là thật. Nàng ta hoàn toàn nhờ vào việc mất ký ức mới sống qua được hơn 2 năm nay. Một khi nhớ lại, chỉ sợ chú thuật chưa giải, nàng ta sẽ... Nhu Giao không nỡ nói ra hai từ đó, khó khăn lắm mới tìm được cô, không thể để cô đi tìm cái chết nữa. Tần Châu suy nghĩ một lúc, nói chuyện chú thuật, người chắc chắn không? Chắc chắn, là do Mai Phi tự mình nói ra. Nhu Giao căm hận nói, hơn nữa, sau khi ta biết được, cũng đã điều tra qua, một số bộ lạc của Tiên Bi đúng là có chú thuật như vậy, một số triệu chứng trước đây của Thương Mai cũng hoàn toàn trùng khớp, như việc liên tục gặp ác mộng, tinh thần bất an, sa sút tinh thần, trước đây đều cho rằng bị người khác bỏ thuốc trở nên như vậy, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do chú thuật. Hơn nữa, chú thuật là lấy thi thể và chết vì tình làm thuốc dẫn, cũng tức là nói. Một khi lão thất không ở bên cạnh nàng ta sẽ không ngừng sa sút tinh thần. Về điểm này, Ngộ Yến Tổ cũng đã nói, lúc ở Miêu Cương, Thương Mai lại bắt đầu gặp ác mộng, còn hay mơ thấy lão thất máu đầy người. Nếu như ác mộng của nàng ta đã chiến thắng lý trí, tận đáy lòng cho rằng lão thất đã chết rồi, nàng ta sẽ tự vẫn. Một chú thuật rất ác độc, Tần Châu nghiến răng nói. Đối với một võ tướng mà nói, tất cả ân oán đều nên giải quyết rõ ràng, làm những thứ quỷ quái này sau lưng. Nàng ta cực kỳ căm ghét. Chương 895, hổ đầu bị sợi dây sẹo bám lấy. Hai người đang nói chuyện, thì thấy hổ đầu loạng choạng đi vào. Nhu Giao nhìn dáng vẻ đi đứng của cậu bé, loạng choạng qua lại, rõ ràng chân trái có vấn đề. Hổ đầu, nào, để dì xem chân của con. Nhu Giao giơ hai tay ra nói. Hổ đầu mở to mắt, tại sao chứ? Dì muốn xem thử chân con có đẹp không? Nhu Giao cười nói. Nhưng trong nụ cười có nét buồn bã. Hổ đầu liền sắn ống quần lên, lộ ra hai chân. Bên phía chân trái, rõ ràng có một vết sẹo trông rất đáng sợ, vết sẹo rất lớn, chiếm hết một nửa chân, vết thương lành lại nhìn rất lạ lùng, giống như một miếng thịt bị móc đi vậy. Mà phía trên dưới vết thương, giống như có sợi dây liên kết lại với nhau, ít nhất nhìn giống sợi dây, nhưng mà, đưa tay sờ vào thì là thịt. Nhu Giao liền rơi nước mắt. Vết thương này đúng là bị sói cắn qua. Mặt của Tần Châu trở nên u ám.
Nàng ta nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hổ Đầu, bản thân cậu bé nhất định không nhớ mình đã chịu qua nỗi khổ như thế nào, mới có thể ngây thơ như vậy. Nàng ta không nhịn được ôm lấy Hổ Đầu, hôn một cái lên trán cậu bé, bảo bối ngoan. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Hổ Đầu theo thói quen dựa đầu vào vai nàng ta, đôi tay mập mạp ôm lấy cổ nàng ta, cậu bé dường như rất thích ôm lấy người khác như vậy. Tần Châu cảm thấy, cậu bé thiếu mất cảm giác an toàn. Trái tim đau lên từng hồi, hận không thể đưa hai mẹ con đi. Đại phu A Ngữ sau khi khám bệnh đi về, nhìn thấy hai người còn ở đó, liền cảm thấy ngạc nhiên, hai người có chuyện gì hay sao? Tần Châu nở nụ cười ôn hòa, đại phu A Ngữ, là như vậy, chúng tôi lần đầu tới Phong Châu, vừa mới tới Phong Châu, muội muội ta liền vừa ói vừa tiêu chảy, cảm thấy không khỏe, bản thân nàng ta cũng là đại phu, đã kê một phương thuốc để tiểu nhị đi bốc thuốc, kết quả đại phu A Ngữ sửa đổi phương thuốc, không thể không nói, phương thuốc này của ngươi sửa hay lắm, nàng ta uống xong hôm nay liền không sao, cho nên, hôm nay ta dẫn muội muội đến để cảm ơn. Đại phu A Ngữ mỉm cười, có gì để cảm ơn chứ? Ta đã lấy tiền thuốc rồi. Ngoại trừ việc này, muội muội ta trước giờ luôn ngưỡng mộ những đại phu nữ có y thuật cao minh, nàng ta theo người học y thuật, không biết người có thể dạy nàng ta không? Tần Châu nhìn cô, tuy rằng đã cố hết sức kìm nén tâm trạng kích động, nhưng mà, giọng nói vẫn có chút run rẩy. Tần Châu nói xong, Nhu Dao liền tiến về trước năn nỉ, đúng vậy, ta sẽ không cản trở ngươi trị bệnh, chỉ là muốn ở đây vài hôm, theo ngươi học hỏi. Ngươi cũng là đại phu sao? A Ngữ hỏi. Đúng vậy, nhưng mà y thuật của ta không tốt, cũng từng muốn bái sư, người khác thấy ta là nữ tử, không muốn nhận ta. Nhu Dao buồn bã nói. Đại phu A Ngữ rất đồng cảm, nói, lúc ta mới tới đây, mọi người cũng không tin ta, đây đúng là thành kiến đối với nữ tử. Nhu Dao nghe được câu nói này của cô, biết rằng bản thân có hy vọng ở lại đây rồi. Nàng ta trao đổi ánh mắt với Tần Châu bèn hỏi, đúng rồi, mới nãy ta thấy chân Hổ Đầu có vết thương cũ, đứa trẻ này mới 2 tuổi, sao lại bị thương nặng như vậy? Đại phu A Ngữ bế Hổ Đầu lên, xoa tóc cậu bé, cưng chiều mỉm cười, sau đó nói với Tần Châu, lúc nó ra đời đúng lúc ta vừa đi thăm họ hàng, ta sinh nó ra ở dưới núi, gặp phải sói, xém chút nữa mất nó rồi. Lúc đại phu A Ngữ nói, nỗi sợ hãi ẩn sâu trong đáy mắt, xem ra, cô có ký ức đối với việc đó. Nương, Hổ Đầu cười ngốc, xoa xoa ấn đường của cô, đừng sợ. Đã qua cả rồi, mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Tần Châu ngừng một hồi, thăm dò hỏi tiếp, phải rồi, cha của Hổ Đầu đâu? Đại phu A Ngữ thở dài, chết rồi, chết trong trận chiến với sói. Nhu Dao và Tần Châu nhìn nhau, xem ra, lúc họ đi, còn có người thứ ba. Lúc người thứ ba chết, có lẽ là đả kích lớn nhất với Thương Mai. Tần Châu nhìn sắc mặt của đại phu A Ngữ có chút khác thường, không dám hỏi tiếp, đánh sang chuyện khác trò chuyện vài câu, Nhu Dao cũng hỏi cô liên quan đến chuyện phương thuốc tối hôm qua, không khí cũng khá ổn. Lúc rời khỏi, đại phu A Ngữ hỏi Tần Châu, người quen biết phụ thân ta, phải không? Mắt Tần Châu không động đậy, trước đây có gặp qua, không phải thân thiết lắm. Vậy ngươi là người Bắc An rồi. Chúng tôi tới từ Bắc An. Đúng vậy, ta là người Bắc An. Cách Bắc An không xa, là Miêu Cương của Đại Chu. Hiếm khi có người quen, các ngươi rảnh rỗi thì qua đây nói chuyện với phụ thân ta. Đại phu A Ngữ ôm Hổ Đầu, tiễn hai người ra cửa. Tần Châu nghe được lời này, quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt phức tạp, lời nói đến bên miệng, cuối cùng cũng nuốt xuống, chỉ là việc quay lại như vậy trông như có lời muốn nói, nhưng không nói gì thì rất kỳ lạ. Bèn nói, sau này trông coi Hổ Đầu cho kỹ, đừng để nó chạy lung tung. Đại phu A Ngữ mỉm cười nhẹ nhàng, không sao, không ai có thể làm nó bị thương. Đây là lần thứ hai nghe được câu này, Tần Châu rất hiếu kỳ, không ai có thể làm nó bị thương. Chẳng qua là một đứa trẻ 2 tuổi thôi mà. Đúng vậy, đại phu A Ngữ không giải thích, nhưng mà, giọng điệu rất chắc chắn. Tần Châu đột nhiên một tay đánh qua bên đó, đại phu A Ngữ tuy là ngớ ra. Nhưng rất thản nhiên. Một sợi dây bay ra từ chân Hổ Đầu, bám lấy cổ tay của Tần Châu, siết chặt lấy làm vai của Tần Châu lập tức tê đi. Nghịch ngợm, gì đang thử con đó? Đại phu A Ngữ dịu dàng nói với Hổ Đầu. Sợi dây bay về, biến mất trên chân của Hổ Đầu. Sợi dây sẹo. Tần Châu và Nhu Dao cùng nhau nói trong lòng. Tại sao lại như vậy? Nhu Dao hỏi. Đại phu A Ngữ có chút đau lòng nói, lúc đó chân của nó bị cắn. Liền cột lại vết thương để cầm máu, không ngờ rằng,
sợi dây đó dính máu, giống như có sinh mệnh vậy, lập tức bám lấy cái chân bị thương kia. Sợi dây này, là sợi dây gì vậy? Tần Châu thăm dò hỏi. Đại Phu A Ngữ lắc đầu, không biết, sợi dây lúc đó ở trên đất, ta tiện tay nhặt lên, không ngờ lại kỳ diệu như vậy, kể từ lúc đó, hễ có ai có ý xấu với nó, sợi dây này liền bay ra. Xem ra, cô đến cả sợi dây sẹo cũng không nhớ. Vậy tức là đứa trẻ này vào lúc cô bị mất đi ký ức mới bị sói cắn. Ngươi chỉ sinh một mình nó thôi, đúng không? Nhu Dao hỏi. Đúng vậy, Đại Phu A Ngữ nhìn Nhu Dao, sao lại hỏi như vậy? Không, không, Nhu Dao vội vàng xua tay, ý của ta là, muốn biết thử hổ đầu còn có anh chị em gì không, nó đúng là rất dễ thương. Nói xong, giơ tay xoa xoa trán của hổ đầu, dì thích hổ đầu quá đi. Hổ đầu cũng thích dì, thích nương. Hổ đầu nũng nịu nói. Lúc cậu bé nói gì thì nhìn Nhu Dao, nhưng mà lúc nói nương, không phải nhìn Đại Phu A Ngữ, mà là nhìn Tần Châu. Đại Phu A Ngữ mỉm cười, vị này cũng là gì, không phải nương. Hai mẹ con cũng đều nhìn ra ta nữ cải nam trang. Tần Châu dở khóc dở cười. Ta là đại phu, là nam là nữ, vừa nhìn có thể nhìn ra được. Đại Phu A Ngữ cười nói. Nhu Dao không ngừng nói thầm trong lòng. Nàng ta cũng là đại phu, nhưng mà không thể nhìn ra được điểm này. Chương 896, bé gái. Trở lại nhà trọ, Tần Châu liên tục hạ hai đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất, tìm Mộ Dung Khanh khắp thiên hạ, bất kể hắn ở đâu, lên trời xuống đất thì cũng phải tìm hắn về. Đạo thứ hai, cầm thủ dụ của nàng ta đến doanh trại quân đội ở gần đây điều động 3.000 nhân mã tới. Hoàng thượng, nếu làm như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Cái gọi là đánh rắn động cỏ, là đối với quan viên ở Phong Châu. Tần Châu nói, chấm ở ngay chỗ này, có đánh rắn động cỏ cũng không sao, nếu có rắn độc thì có thể bắt luôn. Nhu Dao và A Cảnh nghe thấy vậy liền biết nàng ta muốn ở đây một thời gian. Lại nói sau khi Mộ Dung Khanh rời khỏi kinh thành vốn muốn đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng hắn biết tìm Thái Hoàng Thái Hậu cũng khó khăn như tìm thương mai vậy, nên cuối cùng lại về Miêu Cương. Gần như hắn đã đi một lượt mọi vùng lân cận Miêu Cương. Các châu huyện lân cận đó cũng đi qua mấy lần, hắn cầm chân dung của Thương Mai đi hỏi khắp nơi nhưng vẫn không ai biết. Hôm nay, hắn đi vào huyện Bắc An, nơi này thuộc địa giới nước Tần nhưng hắn còn chưa tới đây lần nào. Vẫn cầm chân dung đi hỏi thăm khắp nơi như cũ, thật ra hắn biết hỏi nhiều cũng thế thôi, bởi vì, hai năm qua hắn vẫn chưa từng nhận được tin tức nào tốt cả. Chỉ có điều, lần này hỏi ông chủ quán trà, ông chủ kia quan sát hồi lâu rồi lại như có điều suy nghĩ nói. Nếu hỏi người trong bức tranh này thì ta chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng ta từng gặp một bé gái mặt mũi rất giống với nữ tử này, quả thực giống như được đúc từ cùng một khuôn da vậy. Mộ Dung Khanh đang từ từ cuộn bức tranh lại, nghe thấy ông chủ quán trà nói vậy hắn đạp một cước lên ghế đầu, nắm chặt vạt áo ông chủ, kích động đến mức hai mắt đỏ lên, bé gái. Lớn bằng nào, lúc nào, ở đâu, là ai mang theo bé gái này? Người đi cùng bé gái đó có phải là người trong bức tranh không? Ông chủ quán bị dọa cho toàn thân phát run, ra, tiểu nhân. Tiểu nhân không biết, chỉ là hôm đó có người dẫn tới đây uống trà, tiểu nhân thấy bé gái kia xinh xắn nên có hỏi thăm vài câu, khoảng trên dưới 2 tuổi, người đi cùng cô bé. Là phụ thân của cô bé. 2 tuổi, rất khớp, rất khớp. Nhưng còn, phụ thân cô bé. Ông chắc chắn đó là phụ thân của cô bé chứ, không phải thúc thúc hay người ngoài nào đó. Trong đầu Mộ Dung Khanh lập tức nghĩ tới 100.000 khả năng, có lẽ là người cứu Thương Mai cũng không chừng. Thậm chí ngay cả chuyện Thương Mai vì báo ân mà lấy thân báo đáp cũng đã từng nghĩ đến, hắn không ngại, chỉ cần nàng còn sống thì cái gì cũng không ngại. Mộ Dung Khanh biết mình đã quá kích động khiến chủ quán sợ hãi, hắn lập tức buông ra rồi vuốt phẳng lại y phục của ông chủ, biết người ở đâu tới không. Chủ quán vội vàng lui lại mấy bước để giữ một khoảng cách với cái tên điên này, nghe giọng nói hẳn là người Bắc An này. Còn cụ thể chỗ nào thì ta thực sự không biết. Người địa phương Bắc An. Vậy thì dễ rồi, Bắc An này không lớn nên nhất định có thể tìm ra được. Hắn lập tức truyền tin cho Cao Phụng Thiên, để hắn ta phái người tới hỗ trợ tìm kiếm. Nơi này là nước Tần nên hắn không muốn người của Đại Chu tới đây. Hắn không chờ Cao Phụng Thiên đến đã đi vào huyện Bắc An. Ở trong huyện Bắc An lại bất ngờ phát hiện một người. Chính là Đao Lão Đại. Hắn ta ăn mặc giống như người nước Tần, một thân y phục vải thô đang vác một bao tải nhanh chóng đi xuyên qua đám người. Lúc Mộ Dung Khanh giữ hắn ta lại, hắn ta thấy người này là Mộ Dung Khanh thì sợ ngây người, vương.
Vương gia. Tiểu Đao, sao ngươi lại ở đây? Mộ Dung Khanh hỏi. Đao lão đại vội vàng đặt bao tải xuống, hạ giọng nói, ta đang đi tìm Vương Phi. Trái tim Mộ Dung Khanh đập thình thịch, Vương Phi đang ở đây à? Đao lão đại lắc đầu, không chắc lắm, nhưng ta từng gặp một đứa bé gái giống Vương Phi như đúc. Ở đâu? Mộ Dung Khanh vui mừng khôn xiết, trước khi bắt đầu tìm kiếm ở đây đã lập tức có đầu mối, thật sự là quá tốt rồi. Vẻ mặt Đao lão đại chán nản, ta không biết, nhưng ở trong huyện Bắc An này thôi, lúc ấy ta cũng chỉ nhìn thấy từ xa thôi, ta cảm thấy rất giống Vương Phi, chờ ta chạy tới nơi thì đã không thấy người đâu nữa. Mộ Dung Khanh không hề thất vọng, hai người liên tiếp đều trông thấy đã chứng minh rằng Thương Mai đúng là đang ở nơi này, mặc dù chỉ là một đứa bé gái giống nàng nhưng so tuổi tác thì rất phù hợp. Trái tim Mộ Dung Khanh vẫn còn đang đập thình thịch cuồng loạn không ngừng, hắn có nữ nhi, Thương Mai đã sinh nữ nhi cho hắn. Chúng ta cùng nhau tìm, bây giờ ngươi đang ở đâu? Mộ Dung Khanh hỏi. Đao lão đại vội vàng nói, ta đang ở Miếu Long Vương, nơi đó khá tốt, thỉnh thoảng có người cúng đường nên tiết kiệm được tiền ăn cơm. Ở đây cũng có Miếu Long Vương, Bắc Mạc này, Đại Tần này không nhiều sông hồ và cũng ít nơi giáp biển. Bình thường chỉ có nơi kiếm ăn dựa vào sông nước thì mới có Miếu Long Vương. Còn ở Đại Chu thì lại có rất nhiều, là bởi vì truyền thuyết về Nhiếp Chính Vương nói hắn là Hỏa Long Giáng thế nên mới có nhiều Miếu Long Vương như vậy. Đúng vậy, ngay cách chỗ này không xa, ta đưa hàng xong sẽ dẫn ngài đi. Đao lão đại nói. Mộ Dung Khanh muốn đi theo Đao lão đại, bởi vì hắn chưa quen thuộc với Bắc An này. Chờ Đao lão đại đưa hàng xong, liền đi theo hắn ta tới Miếu Long Vương. Cách bài trí Miếu Long Vương này hoàn toàn giống như ở Đại Chu nhưng cũng có chút không giống, ở đây giống như tự bộc phát ra để thờ một vị chiến tướng, mặt mày cũng giống người Mộ Dung gia. Mộ Dung Khanh nhìn Miếu Long Vương này thì luôn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra đã từng gặp ở chỗ nào. Đao lão đại dẫn hắn tiến vào hậu viện của Miếu Long Vương, quả nhiên ở đây có một căn phòng nhỏ, bên trong đặt một cái giường, một ít đồ dùng hàng ngày, rất lộn xộn. Bình thường ngươi sống dựa vào những đồ mà bách tính dâng lên trong Miếu Long Vương à? Mộ Dung Khanh hỏi. Cũng không phải hoàn toàn là như vậy, mồng một 15 đồ cúng nhiều hơn một chút nhưng ngày thường thì không có bao nhiêu, tuy vậy thì đồ cúng mồng một 15 cũng có thể ăn được tầm nửa tháng, ta ra ngoài làm việc, đưa hàng giống như hôm nay cũng có thể kiếm được chút bạc, luôn luôn có thể duy trì sinh kế. Mộ Dung Khanh biết Đao lão đại không thể sống thiếu ăn, hắn ta cảm thấy ăn cơm còn quan trọng hơn cả hoàng đế. Bây giờ vì tìm Thương Mai thậm chí ngay cả ăn cũng chấp nhận đạm bạc như vậy. Hắn cảm động, người đối xử với Thương Mai rất tốt, nếu nàng biết được thì sẽ rất cảm động. Đao lão đại nói, Vương Phi xảy ra chuyện, đi tìm người là trách nhiệm của ta. Trách nhiệm, là hai chữ mà lúc Thương Mai đi Miêu Cương đã nói với hắn ta nhiều nhất. Cái gì hắn ta cũng không hiểu, nhưng hắn ta biết trách nhiệm của mình chính là bảo vệ Vương Phi thật tốt, đây chính là trách nhiệm của hắn ta. Nên cho dù có chạy gãy chân thì hắn ta cũng phải tìm. Mộ Dung Khanh ngồi trên băng ghế nhỏ duy nhất ở trong phòng, đây là do Đao lão đại tự làm. Đao lão đại nói, Vương gia, thân phận của ngài không thể ở chỗ này được, để ta ra ngoài tìm nhà trọ, ta có bạc. Không cần đâu, ta sẽ ở lại đây cùng ngươi. Hai ngày qua Mộ Dung Khanh đã ngủ ở rất nhiều nơi, núi cao, miếu hoang, nhà hoang, phàm chỗ nào bằng phẳng thì ngủ thôi. Cuộc sống không có nàng khiến hắn phát hiện ra, bè lũ su nịnh kia cả một đời cầu vinh hoa phú quý hoặc đấu tranh cả một đời để đoạt lấy quân quyền mới buồn cười làm sao, thứ tốt nhất chính là người bên cạnh mình. Nếu hắn tìm được Thương Mai, cả đời này hắn cũng không còn mong muốn gì nữa. Vương gia, ngài ngủ lại chỗ này á? Đao lão đại giật mình nhìn hắn. Người này là Vương gia đó. Mộ Dung Khanh nhìn lại hắn ta, sao vậy? Ngươi không thích ta à? Đao lão đại vội vàng nói, sao ta dám chê ngài chứ? Ta chỉ sợ ngài chịu khổ thôi. Mộ Dung Khanh nhìn gương mặt trung thực của hắn ta, trầm mặc một chút rồi nói, tiểu đao, cảm ơn ngươi chưa từng từ bỏ. Chương 897, Vương Phi nhất định chưa chết. Mộ Dung Khanh và Đao lão đại ở Bắc An cứ tìm mãi, từ sau khi Mộ Dung Khanh tới, Đao lão đại không cần đi làm việc nặng nhọc nữa, bởi vì bên người Mộ Dung Khanh luôn có ngân phiếu. Cho dù không có ngân phiếu cũng không cần lo, nơi này có tiền trang của Hồ Hạnh Nhi, đi vào đưa thẻ bài ra, ký tên thì có thể rút được ngân lượng. Tìm liên tiếp mười mấy ngày, gần như lật tung mỗi một góc ngách ở huyện Bắc An, hơn nữa, Mộ Dung Khanh còn tiêu tiền dán hình ảnh của Thương Mai, lại theo miêu tả của Đao lão đại vẽ ra tranh chân dung của cô bé dán khắp nơi.
Cái gọi là dưới sức mạnh của đồng tiền thì ắt sẽ có hiệu quả, hôm đó liền có người tìm tới rồi, nói từng nhìn thấy cô bé này, khoảng 2 tuổi, cùng một thôn với bọn họ, cô bé này tên Thiên Ân, phụ thân là người đốn củi, mẫu thân ở nhà dệt vải, sống vất vả. Tuy thông tin không quá khớp, Thương Mai sẽ không dệt vải, nhưng ai không học được chứ? Mộ Dung Khanh lập tức dẫn theo Đao Lão Đại tới thôn này, thôn tên là thôn Trấn Đầu, ở phía đông bắc của huyện Bắc An, tựa núi dựa sông, môi trường địa lý rất tốt, dân cư cũng đông đúc. Mộ Dung Khanh căn cứ theo thông tin mà người báo tin đưa, tới trước một ngôi nhà lá tồi tàn. Ngôi nhà lá có một cái sân nhỏ, cửa gỗ mục che lại, từ khe cửa có thể nhìn thấy trong sân phơi quần áo, có tiếng khóc của trẻ con, có tiếng khung cửi truyền ra, một giọng nói dịu dàng của nữ cất lên, được rồi, nương sắp xong rồi, Thiên Ân đừng nháo. Mộ Dung Khanh nhanh chóng đẩy cửa ra, rảo bước đi vào. Á, các người là ai? Sao lại xông vào nhà của ta? Nữ tử đang dệt vải lập tức nhảy ra, ôm lấy cô bé đang khóc nháo ở bên cạnh lùi tới một bên, rất lo lắng nhìn Mộ Dung Khanh và Đao Lão Đại. Nàng ta khoảng hơn 30 tuổi, làn da ngăm đen, trên mặt có rất nhiều tàn nhang, ngũ quan ngược lại cũng được, chỉ là khi nói chuyện, răng cửa thiếu hai chiếc. Nàng ta ôm chặt cô bé ở trong lòng, đứa trẻ đó từ từ ngoảnh đầu lại, trên gương mặt trắng nõn còn vương hai giọt nước mắt long lanh. Mộ Dung Khanh nhìn thấy gương mặt này, hô hấp đều gần như ngưng động lại, gương mặt đó, cái mũi đó, cái miệng đó, quả thật giống hệt với Thương Mai. Đao Lão Đại cũng ngây ngốc rồi, trước đó từ xa nhìn thấy đã cảm thấy giống, hiện nay nhìn ở khoảng cách gần, càng giống. Các người là ai? Nữ phụ đánh giá Mộ Dung Khanh và Đao Lão Đại, thấy hai người nhìn chằm chằm đứa trẻ trong tay nàng ta thì càng sợ hãi. Mộ Dung Khanh không dễ gì mới hoàn hồn lại, hỏi, mẫu thân của đứa trẻ này đâu? Ta chính là mẫu thân của nó, các người muốn làm cái gì? Nữ phụ mang địch ý hỏi. Ngươi là mẫu thân của đứa trẻ. Đầu óc Mộ Dung Khanh ong lên, sao có thể chứ? Đứa trẻ này với Thương Mai giống nhau như vậy, sao có thể là con gái của nữ phụ xấu xí trước mắt này được? Không sai, các ngươi mau đi đi, nếu không ta gọi người tới. Nữ phụ nói. Ngươi làm sao có thể chứng minh đây là con gái của ngươi? Đao Lão Đại đã hỏi một vấn đề tương đối ngu xuẩn. Chủ yếu là tìm lâu như vậy, khi tới thôn Trấn Đầu, còn tràn ngập hy vọng, kết quả nàng ta nói là con gái của nàng ta, điều này thật sự khiến người ta không chấp nhận nổi. Quả thật là ngã từ trên trời xuống, đã tới mức đầu óc đều cứng lại rồi. Nữ phụ tức giận nói, còn muốn chứng minh thế nào? Người đi nghe ngóng thử xem, đây chính là con gái của ta. Người xấu xí như vậy, sao có thể sinh ra con gái xinh xắn như vậy? Đao Lão Đại tuy không hiểu được di truyền học, nhưng hiểu được rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của chuột sẽ đào hang, mẫu thân xấu xí như vậy không thể sinh ra con gái xinh xắn như vậy. Ngươi, nữ phụ tức phát điên, các người đi ngay, nếu không ta báo quan. Mộ Dung Khanh không muốn đi, nhưng lại tìm không được cái cớ để ở lại, tất cả hy vọng gần đây của hắn đều phó thác ở trên người cô bé giống Thương Mai này, hiện nay lập tức bị phá hủy, hắn vẫn không thể chấp nhận được. Hắn biết ở lại cũng vô dụng. Nhưng hắn đã quá sợ trải qua những ngày tháng tuyệt vọng đó rồi, đi trên đường, một chút hy vọng cũng không nhìn thấy. 2 năm rưỡi rồi, tròn 2 năm rưỡi rồi. Hắn chậm chậm đi tới trước khung cửi, toàn thân một chút sức lực cũng không có, nhìn từng sợi chỉ đan sen trên khung cửi, như từng chuyện trước đây trong đầu hắn, đan sen thành một tấm lưới cực lớn, nhốt hắn lại. Vốn dĩ cô bé đó là đang khóc, nhưng sau khi hai người đi vào, chỉ dương đôi mắt tò mò nhìn bọn họ, nhất là nhìn Mộ Dung Khanh. Thấy Mộ Dung Khanh đứng ở bên khung cửi, cô bé dãy dụa, nữ phụ đó đâu có bằng lòng để cô bé xuống, dỗ dành, Thiên Ân đừng nháo. Mộ Dung Khanh nhìn qua, chỉ thấy cô bé cũng nhìn hắn, một đôi mắt trong trẻo tinh tường, vô cùng giống với Thương Mai. Hắn nghĩ, nếu như con của hắn và Thương Mai có thể chào đời, chắc cũng là dáng vẻ này. Hắn khẽ nói, đại tẩu, không cần sợ, chúng ta không có ác ý, chỉ là, đứa trẻ này rất giống thê tử của ta, cho nên... muốn xem thử. Nữ phụ rõ ràng không có căng thẳng như trước nữa, nhìn hai người hình như không có ác ý, ngược lại mang sự thương cảm và mất mát trên người, loại thương cảm mất mát này cũng sẽ lây nhiễm cho người khác. Nàng ta do dự giây lát, hỏi, vậy phu nhân của ngươi đâu? Mộ Dung Khanh mang vẻ đau thương, nhìn đứa trẻ đó, không biết, không biết. Trong lòng nữ phụ lại có cảm giác chua xót, nàng ta tuy chưa từng diện thế, nhưng, sự bi thương trên người nam nhân này nàng ta có thể cảm nhận được. Hắn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?
đứa trẻ vẫn là muốn xuống, nữ phụ liền buông tay, cẩn thận khuỵu xuống đất, muốn dắt cô bé đi. Cô bé đi thẳng tới trước mặt của Mộ Dung Khanh, ngẩng đầu, trong đôi mắt to tràn ngập sự hiếu kỳ. Trong lòng Mộ Dung Khanh nhói đau, đưa tay bế cô bé, nữ phụ giật mình kêu lên, vội vàng xông tới, Mộ Dung Khanh suýt một tiếng, không cần sợ, ta chỉ là muốn bế nó. Nữ phụ dừng bước chân, kinh nghi nhìn hắn. Cô bé đưa bàn tay phúng phính ra, sờ cằm lún phún râu của Mộ Dung Khanh, cười khanh khách. Gương mặt tươi tắn đó, kích đau trái tim của Mộ Dung Khanh. Cháu tên là gì? Mộ Dung Khanh khàn giọng hỏi, giọng nói đã nghẹn ngào. Thiên Ân. Thiên Ân, sự ban ơn của ông trời, thật là một cái tên hay. Mộ Dung Khanh để cô bé xuống, nhanh chóng sải bước đi ra ngoài. Đao lão đại sững sờ, vội vàng đuổi theo. Vương gia. Mộ Dung Khanh dừng lại, hắn đã không có nơi có thể đi rồi. Hoặc nói, hắn không biết đi đâu. Tiểu Đao, ngươi không cần tìm nữa, về kinh đi. Yên ổn trải qua những ngày tháng còn lại, mama già rồi, người trở về chăm sóc đi. Hắn tâm ý nguội lạnh nói. Đao lão đại lại lắc đầu, ta không trở về, không tìm được Vương Phi, ta không trở về. Nàng ấy chết rồi, Mộ Dung Khanh bỗng xoay người, đáy mắt đỏ ngầu một mảng, hắn đều luôn tự lừa mình dối người. Hắn nói với bản thân, chỉ cần chưa thấy thi thể của cô có khả năng còn sống, nhưng, thất vọng bao nhiêu lần rồi. Thất vọng nhiều lần như vậy tập trung thành sự tuyệt vọng của hiện nay, hắn đã không lừa được bản thân rồi. Đao lão đại sững sờ nhìn hắn, vô thức lắc đầu, sẽ không chết. Không chết, vậy nàng ấy ở đâu? Nàng ấy nếu không chết, tại sao không trở về? Mộ Dung Khanh mặt mày rất đáng sợ, tất cả mọi chuyện đều là không thể chống đỡ được nữa, cô nếu không chết, cô ở đâu? Cô nếu còn sống, tại sao không trở về? Đao lão đại thấy hắn như này, cũng hoảng rồi. Lắp bắp nói, tóm lại chưa chết, nhất định còn sống. Chương 898, nhìn thấy con trai. Hai người về đến Miếu Long Vương, Mộ Dung Khanh thu dọn tay nải của mình, nhưng lại không biết mình nên đi đâu. Bỗng nhiên, không có mục tiêu. Hắn ra khỏi tiền điện của Miếu Long Vương, nhìn tượng Long Vương mặt mày quen thuộc đó, lại từ từ quỳ xuống. Cầu thần bái Phật, là chuyện đời này của hắn coi thường nhất, hắn trước giờ chưa từng nghĩ. Có một ngày bản thân sẽ quỳ ở trước tượng Phật, cầu Phật ban phúc. Hắn đã là không có cách nào nữa rồi. Người nhận hương hỏa của nhân gian, cầu xin người chỉ điểm một con đường cho ta, nếu như có thể tìm được Thương Mai, mùng 1 và 10 năm hàng tháng, ta đều sẽ tới dâng hương. Hắn chân thành dập đầu, nghĩ tới Thương Mai lần đầu tiên vào cung bái kiến Hoàng hậu, là từ cửa cung quỳ vào, dập đầu rách ra chảy máu. Hoàng hậu nói, đó là dập đầu với Bồ Tát. Cầu phúc cho mẫu hậu sức khỏe an khang. Thương Mai dập đầu đi vào, một chút tác dụng cũng không có, Bồ Tát chưa từng ban phục cho cô. Hắn tâm ý nguội lạnh, đứng dậy. Ngoài cửa, vang lên tiếng vó ngựa. Sau đó, một bóng người như gió lao vào, Mộ Dung huynh, khiến ta dễ tìm, may mắn có người nhìn thấy huynh đi về phía Miếu Long Vương. Người tới chính là Cao Phụng Thiên. Mộ Dung Khanh trước khi vào huyện Bắc An, đã lệnh người đi tìm hắn ta tới tìm giúp. Nhìn thấy Cao Phụng Thiên, Mộ Dung Khanh khẽ thở dài, Cao huynh, khiến huynh uổng công chạy tới một chuyến rồi, người tìm thấy rồi, không phải. Cao Phụng Thiên mặt mày phong trần, nhưng ánh mắt sáng tỏ tinh tường, uổng công chạy tới gì chứ? Nếu không phải huynh cho người tới tìm ta còn tìm không được huynh đó, ta đây đang cho người tìm huynh khắp nơi, Hoàng thượng đã hạ ý chỉ, mặc kệ huynh ở đâu, bắt buộc phải tìm được, hơn nữa dẫn huynh tới Phong Châu. Hoàng thượng, huynh nói Tần Châu. Kêu ta tới Phong Châu làm cái gì? Mộ Dung Khanh hơi sững ra. Cao Phụng Thiên nhìn chằm chằm hắn, thở dài, tìm thấy Vương Phi rồi. Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm lại hắn ta, khóe miệng run rẩy, huynh nói cái gì? Tìm thấy Vương Phi rồi, nhưng có chút chuyện, cho nên Hoàng thượng kêu huynh bắt buộc phải mau chóng đi một chuyến. Mộ Dung Khanh lập tức ra khỏi cửa, đi. Đao lão đại ở bên trong cũng nghe thấy rồi, đuổi theo ra ngoài, đợi ta. Chặng đường này. Không biết cưỡi hỏng bao nhiêu con ngựa, lộ trình 10 ngày, Mộ Dung Khanh không muốn nghỉ ngơi, trên đường mua màn thầu, đói thì ăn, khát thì uống ngụm nước suối, đi Phong Châu ít nhất cần nửa tháng, hắn và đám người Đao lão đại Cao Phụng Thiên, 10 ngày đã tới rồi. Tới khách điếm, Mộ Dung Khanh mà Tần Châu nhìn thấy, là người làn da đen sạm đen, toàn thân bẩn thỉu bốc mùi. Lần biến cố này, đã đem một vương gia tôn quý ưu nhã, dày vò thành một kẻ lang bạt. Người đâu? Hầu hạ vương gia tắm rửa,
Tần Châu nhìn sự chua xót trong lòng, ngoảnh đầu phân phó. Không, Thương Mai ở đâu? Trước tiên dẫn ta đi gặp Thương Mai. Âm thanh nói chuyện Mộ Dung Khanh rất khàn, 10 ngày, hắn gần như chưa từng nói một câu, chỉ cắm đấm đi đường. Không, dáng vẻ này của ngươi, sẽ dọa nàng, hơn nữa có chút chuyện, đợi sau khi ngươi tắm rửa, ta sẽ nói cho ngươi hiểu. Tần Châu ngưng trọng nói. Trái tim của Mộ Dung Khanh tối tăm, nàng ấy còn sống. Phải không? Phải, còn sống, sống rất tốt, Tần Châu nói. Mộ Dung Khanh thở phào nhẹ nhõm, vậy là được, nàng ấy còn sống thì ta không có gì phải sợ nữa rồi. Đời này của Tần Châu, số lần rơi lệ, một bàn tay đều có thể đếm hết, hiện nay nghe câu nói này của Mộ Dung Khanh, nước mắt thế nào cũng không khống chế được. Đó cũng là một câu nói trong sâu thẳm trái tim của nàng ta, Thương Mai còn sống thì nàng ta không có gì phải sợ nữa. Mộ Dung Khanh rất nghe lời đi tắm rửa, cạo sạch râu, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Gió cuối thu đã nổi lên, nhưng vùng đất Phong Châu vẫn nóng, nhiệt độ còn chưa hạ xuống, có điều, cũng mát mẻ hơn trước rất nhiều. Hắn yên tĩnh ngồi trên ghế, nghe Tần Châu nói rõ tình hình của Thương Mai. Nghe xong, hắn hỏi, Sở Kính nói, nàng ấy lúc đó sinh hạ là song sinh. Phải, nhưng mà lời của Sở Kính không đáng tin, Tần Châu nói. Mộ Dung Khanh nghĩ tới cô bé như Tạc Từ Ngọc Bích kia, không, có khả năng, ta ở Bắc An gặp được một cô bé, hơn 2 tuổi, giống hệt Thương Mai. Tần Châu xứng người, thật sao? Giống hệt với Thương Mai. Hổ đầu và ngươi rất giống nhau, nếu như là song sinh, không phải nên giống nhau sao? Sao một đứa giống mẫu thân một đứa giống phụ thân? Cũng có một số cặp song sinh không giống nhau. Nhu Dao ở một bên xen vào. Nếu như lời Sở Kinh nói là thật, tiểu cô nương mà ngươi nhìn thấy kia, rất có khả năng là con gái của ngươi. Sở Kính nói có một đứa trẻ bị sói tha đi, nhưng rất có khả năng là hắn ném đi, cố ý kích thích Thương Mai, mà đứa trẻ đó được ông trời chiếu cố, gặp được người tốt cứu về nuôi dưỡng. Mộ Dung Khanh nghĩ tới cô bé đó, trong lòng kích động từng cơn, không lâu trước, hắn còn hãm sâu trong sự tuyệt vọng, hiện nay, hắn lại có nhiều như vậy. Tuyệt vọng quá lâu, hắn đều có hơi không dám suy nghĩ sâu, trong lòng rất sợ hãi, bởi vì mọi chuyện tới quá đột ngột, hắn quỳ ở trước tượng Long Vương. Dập đầu mấy cái, trời đã thay đổi rồi. Tần Châu bình tĩnh hơn hắn nhiều, ngoảnh đầu nói với Cao Phụng Thiên, Phụng Thiên, người đi điều tra một chút, xem đứa trẻ đó có phải là do nữ phụ đó sinh ra hay không. Được, ta bây giờ đi tra ngay. Cao Phụng Thiên là người thuộc phái hành động, nói rồi thì lập tức đi làm, còn không đợi gặp Thương Mai đã đi rồi. Sau khi Cao Phụng Thiên đi rồi, Mộ Dung Khanh nhìn Tần Châu, trong đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng, chúng ta nên đi gặp Thương Mai rồi. Tần Châu ừng một tiếng, dặn dò, ngươi phải khắc chế bản thân, đừng kích thích tới nàng ấy, cũng đừng dọa nàng ấy không còn nhớ ngươi nữa. Ta biết, hắn có thể khắc chế, nhất định có thể. Vì để không dọa Thương An, Tần Châu không để quá nhiều người đi theo, chỉ có nàng ta và Nhu Dao dẫn Mộ Dung Khanh đi, ngay cả Đao Lão Đại cũng không thể đi theo, sợ hắn ta lỗ mãng. Bảo Nguyên Đường vẫn đông đúc như trước, nhưng ban ngày, A Ngữ Đại Phu không ngồi ở đây. Nửa quá là ở trong phòng chăm sóc, phụ thân, Sở Kính của cô. Cái Mộ Dung Khanh nhìn thấy đầu tiên là hổ đầu trong chơi bóng ở trong sân, trong miệng cậu bé cắn một viên kẹo hồ lô cuối cùng, khóe miệng đều là mướt đỏ, thấy có người đi vào, cậu bé ôm quả bóng ngoảnh đầu nhìn, thấy Tần Châu và Nhu Dao thì nhoẻn miệng cười, a nương, gì? Còn có một người chưa từng gặp, cậu bé liền ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Khanh, lộ ra ánh sáng tò mò. Mộ Dung Khanh nín thở, nhìn chằm chằm hổ đầu. Đây là con trai của hắn. Đây là con trai của hắn. Đây là con trai của hắn. Hổ đầu, Tần Châu bế cậu bé lên, cười rồi hỏi, A Nương đâu? Hổ đầu tuy gọi Tần Châu là A Nương, nhưng cậu bé lại biết A Nương của mình vẫn là A Nương trong phòng. Đưa tay chỉ, A Nương ở bên trong. Tần Châu quay ra nhìn, là phòng của Sở Kính. Nàng ta tạm thời không muốn để Mộ Dung Khanh nhìn thấy Sở Kính, sợ hắn không nhịn được giết Sở Kính. Cho nên, nàng ta mỉm cười nói với hổ đầu hôm nay rất ngoan, không có lén đi ra ngoài chơi, lát nữa mua cho con đồ ăn ngon, nhưng bây giờ trước tiên đi gọi A Nương ra ngoài, nói có người tìm nàng. Hổ đầu nghe thấy có đồ ăn ngon để ăn, liền xoay người, như một cơn gió chạy vào. Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm cánh cửa, dáng vẻ này, khiến Nhu Dao nhìn mà xót xa không thôi. Không nhịn được nhắc nhở, biểu ca, bình tĩnh một chút. Mộ Dung Khanh hít thở sâu. Lại hít thở sâu nữa, được, được. Nhưng, âm đuôi vẫn phát run.
Chương 899, người tại sao là phụ thân của nàng? Cửa được kéo ra, một nữ tử mặc quần áo màu xanh lá, dắt hổ đầu đi ra. Cô vừa đi vừa cúi đầu chỉnh quần áo của hổ đầu, hơn nữa thay cậu bé lau mồ hôi trên trán, nói chơi ác như vậy, cả người đầy mồ hôi rồi, quay về tìm nhũ mẫu thay quần áo. Nhũ mẫu là bà bác mà A Ngữ đại phu mời tới trông hổ đầu, tuổi tác rất lớn rồi, còn có hơi hồ đồ, cho nên hổ đầu đều có thể bắt nạt bà ta. Hổ đầu không dám không nghe lời của A Nương, chuồn trở về. Khoảnh khắc A Ngữ đại phu ngẩng đầu đó, ánh mắt chạm vào Mộ Dung Khanh, cả người cô như bị sét đánh. Phản ứng của Mộ Dung Khanh lại không lớn bằng cô. Cô nhìn Mộ Dung Khanh, trong mắt lập tức đong đầy nước mắt, chàng. Chàng còn chưa chết. Lời này, khiến Tần Châu và Nhu Giao đều như vây trong sương mù. Cô mất trí nhớ, nhưng lại nhớ được Lão Thất. Mộ Dung Khanh vốn còn đè nén sự kích động của mình, nghe thấy lời này, xông tới ôm cô vào lòng. Sự trống rỗng trong đáy lòng hắn, bỗng chốc được lấp đầy. Hắn không nghĩ tới sự nghi ngờ hiện nay của Tần Châu và Nhu Giao, Thương Mai đã quên đi tất cả mọi người, lại nhớ được hắn. Chỉ cần cô còn nhớ được hắn, vậy thì cái gì cũng không quản nữa. A Ngữ đại phu, Thương Mai giãy khỏi tay của hắn, dùng sức giãy ra, khóc rồi lắc đầu, không thể nào, ta tận mắt nhìn thấy chàng bị sói ăn rồi. Lời này, khiến Mộ Dung Khanh cũng bình tĩnh một chút. Cô tận mắt nhìn thấy. Cô nói như vậy, nhất định là tận mắt nhìn thấy, nhưng người đó rất rõ ràng không phải là hắn. Người bị sói cắn chết mà cô nói tận mắt nhìn thấy kia là ai? Người đó bắt buộc phải rất giống với hắn, hoặc theo cô thấy là cùng một người. Chỉ là, do chú thuật gây ra, là nhìn thấy thi thể, cô mới sẽ tự vẫn, vậy thì, cô đã nhìn thấy thi thể của ai mà tự vẫn? Giống như lời Sở Kính nói, cô tự vẫn, Sở Kính vì cứu cô đã đứt chân, cô mất trí nhớ, sau đó thì mang theo đứa trẻ tới Phong Châu. Vậy thì, phu quân bị sói cắn nuốt mà cô nhìn thấy, là chuyện trước khi cô mất trí nhớ, vậy cô tại sao chỉ nhớ mỗi chuyện này? Người không phải là chàng, người rốt cuộc là ai? Thương Mai nhìn hắn, nước mắt nơi đáy lòng chưa khô, lại đã có định ý. Không biết ký ức trong đầu cô hiện nay, Mộ Dung Khanh không thể trả lời. Ngược lại là Tần Châu kịp lúc đi tới hỏi, A Ngữ đại phu, phu quân của ngươi giống hắn không? Thương Mai nhìn chằm chằm Mộ Dung Khanh, không thể không thừa nhận, phải, gần như giống hệt. Trong thiên hạ, không thể có người giống hệt nhau nhỉ? Tần Châu muốn nhắc nhở cô. Thương Mai lại nói, đương nhiên không thể giống hệt, cho dù là song sinh, cũng sẽ có vài điểm khác biệt, nhưng người dịch dung lại có thể làm được giống hệt. Ngươi nói hắn giống dịch dung không? Ta quen biết hắn, đây là dáng vẻ vốn dĩ của hắn. Tần Châu nói, Thương Mai đã quên những người này, nhưng không quên những gì mình đã học, cô nhìn gương mặt của Mộ Dung Khanh, đó không phải là da mặt giả, là thật. Nhưng, trên đời này có người giống nhau như vậy sao? Cha của hổ đầu. Cô cố gắng nhớ lại một đoạn ký ức đau thương đó, đoạn ký ức in sâu trong đầu cô, sau đó bắt đầu toàn thân run rẩy, răng lợi va chạm, ánh mắt kinh sợ. Không, không, không phải là hắn, không phải là hắn, Tần Châu thấy bộ dạng này của cô, sợ động phải chú thuật, vội nói, hắn là đệ đệ của phu quân ngươi, ngươi nhìn kỹ xem, ngươi nhìn kỹ xem. Thương Mai vịn vào thân cây bên cạnh, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Mộ Dung Khanh, đáy mắt Mộ Dung Khanh là một khoảng đau thương. Trái tim của cô cũng tự dưng nhói đau. Không, nhất định có cái gì không đúng, hắn là ai? Hắn là ai? Đầu óc của cô giống như có một lượng bông gòn lớn nhét vào, chặn tới mức cái gì cũng nghĩ không thông, nghĩ không thấu. Không, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Thương Mai lảm nhảm nói, từng bước lùi lại sau, nhìn bọn họ giống như nhìn thấy quái thú. Mộ Dung Khanh cũng không nhịn được nữa, đau lòng nói, Thương Mai. Nàng không nhớ ta rồi sao? Ta là Mộ Dung Khanh, Lão Thất. Thương Mai toàn thân rung lên, bỗng nhìn hắn, Mộ Dung Khanh. Lão Thất. Nhu Giao luôn nhìn cô, bỗng hô một tiếng, không hay. Lại thấy Thương Mai đã quay đầu, lao về phía bức tường. Tần Châu bị dọa tới mức gan phổi nứt vỡ, đang muốn bay qua, lại có một bóng người nhanh hơn nàng ta, trước khi đầu của Thương Mai đập vào tường thì đã ôm lấy cô. Nhưng, chỉ như này, cũng dọa hắn tới mức tim gần như ngừng đập. Nhu Giao lập tức chạy tới, rút túi châm từ trong tay áo của nàng ta ra. Tuy nàng ta không phải là quá am hiểu thuật châm cứu, nhưng những ngày này ở đây, Thương Mai là hết lòng chỉ dạy, cho nên, cao thâm không học được, chút lông tóc cũng đủ dùng rồi. Sau khi châm cứu, Thương
Thương Mai từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Mộ Dung Khanh ôm cô, toàn thân phát run, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ôm trở về trước, tìm Sở Kính hỏi rõ. Tần Châu nghiến răng nghiến lợi nói. Trước đó sợ Thương Mai sinh nghi, sợ động chạm với cô, cho nên tới mấy lần, luôn chưa tìm Sở Kính. Mộ Dung Khanh chậm chậm ôm Thương Mai đứng dậy, đi vào phòng bên cạnh, cẩn thận đặt cô lên giường, đắp xong chăn, sâu sắc nhìn cô, sau đó, hôn một cái ở trên trán cô, nói với Tần Châu và Nhu Dao, hai người ở đây trông nàng ấy, ta đi tìm Sở Kính. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, đáy mắt như mặt hồ không có gió, không có một chút gợn sóng. Nhưng, gân xanh trên trán lại có thể nhìn ra đang giật. Hắn vô cùng tức giận, rảo bước đi ra. Vương gia, đừng giết chết hắn, Tần Châu nói. Còn cần theo ông ta để hiểu tình trạng của Thương Mai. Mộ Dung Khanh không lên tiếng, biến mất ở cửa. Hắn đứng trước cửa, khẽ đẩy ra, sợ động tác quá to, sẽ ảnh hưởng tới Thương Mai ở phòng sát vách. Trong phòng tối tăm, sau khi cửa mở ra, ánh sáng mới nhanh chóng lọt vào. Sở Kính đã nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, biết Mộ Dung Khanh tới rồi. Ông ta nhìn Mộ Dung Khanh, nhìn đôi mắt u ám của hắn, đáy lòng không khỏi phát run từng cơn. Nhưng, sau đó, ông ta lại nhìn chằm chằm Mộ Dung Khanh. Sợ hắn cái gì chứ? Trừ phi, hắn thật sự hy vọng Hạ Thương Mai chết. Mộ Dung Khanh không có lập tức làm khó, mà từ từ ngồi ở bên cạnh giường, nhìn gương mặt khô quắt đó của Sở Kính, đã cười, hoàng đế của Bắc Mạc. Nét cười đó, quỷ dị đáng sợ, giống như ác hồn trong địa ngục bước ra. Sở Kính nhìn hắn, không có đáp trả. A Ngữ đại phu, chính là Thương Mai, phải không? Lời nói của Mộ Dung Khanh, rất nhẹ. Ngươi đều biết rồi, còn hỏi. Không thấy ngu xuẩn sao? Sở Kính lạnh lùng mở miệng. Nhưng bản vương hy vọng từ trong miệng ngươi nghe được, nàng ấy là Thương Mai. Giọng nói của Mộ Dung Khanh vẫn là rất nhẹ, Sở Kính chỉ cảm thấy giọng nói này giống như âm thanh của một thanh đao sắc bén cứa qua cây trúc, tuy nhẹ lại khiến đáy lòng không tự chủ mà phát run. Nàng ta chính là Hạ Thương Mai. Sở Kính đáp. Mộ Dung Khanh dường như thật sự mong chờ đáp án này của ông ta, sau khi nghe thấy lời của ông ta thì thở phào một hơi, vẻ mặt tươi cười càng rạng rỡ, vậy ngươi tại sao gọi nàng ấy là A Ngữ? Ngươi lại từ khi nào làm phụ thân của Thương Mai? Mắt của hắn, từ sau khi đi vào thì chưa từng chớp, luôn nhìn chằm chằm vào mặt của Sở Kính, Sở Kính cảm thấy đôi mắt đó chính là một song đao sắc bén, gần như có thể lăng trì ông ta. Nàng ta là con gái của Liên Thúy Ngữ. Sở Kính từ từ điều chỉnh biểu cảm trên mặt, sự suy sụp trước đó bỗng đều thu liễm rồi, khí thế của đế vương, từ từ trở lại trên mặt, càng mạnh, trong xương thủy, ông ta vẫn là Sở Kính của trước kia, nếu không tránh được, thế nào cũng phải có chút tôn nghiêm. Ông ta không biết Mộ Dung Khanh sẽ làm cái gì với ông ta, bởi vì, sự bình tĩnh trong đáy mắt Mộ Dung Khanh, giống như một cái bẫy, dẫn ông ta từng bước rơi vào. Chương 900, người biết nàng ấy trúng chú thuật. Sở Kính không dám nhìn vào mắt ông ta nữa nên quay đầu nhìn ra bên ngoài. Cửa được mở ra, ánh nắng chiếu vào trong, cả căn phòng rực sáng, những thứ u ám tối tăm đều được chiếu rõ ràng. Đây là những gì Sở Kính cảm giác thấy, đây là lần đầu tiên, dưới ánh mắt lạnh lùng bức ép ông ta thấy mình làm chuyện bỉ ổi xấu xa. Cũng vì cảm giác này mà Sở Kính giận quá hóa giận. Ông ta quay phát đầu lại, tức giận nói, ngươi không biết chuyện ta cứu nàng ta sao? Ngươi cứu nàng ấy? Vì sao nàng ấy lại cần phải cứu? Mộ Dung Khanh không để cho ông ta thở ra hơi, lập tức phản bác lại. Sở Kính cứng họng không nói được gì. Ngươi nói cho ta biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì thì ta sẽ cho ngươi được chết sớm, nếu không ngươi sẽ sống không bằng chết. Mộ Dung Khanh nói, có cả sự tức giận và lạnh lùng trong giọng nói của hắn, hắn đánh phủ đầu Sở Kính. Sở Kính nhìn Mộ Dung Khanh chằm chằm, giống như đang suy ngẫm về tính chân thực của câu nói này. Nhưng đương nhiên đây là chuyện thừa thãi, ông ta chỉ muốn tăng thêm uy thế của mình bởi vì ông ta biết rõ Mộ Dung Khanh là người đã nói là làm. Ngươi nói hay là không nói? Mộ Dung Khanh đứng thẳng người, hắn lạnh lùng hỏi. Sở Kính im lặng một lát rồi nói, ta đã cứu nàng ta, chuyện này không còn gì để nghi ngờ. Hôm đó, ta cũng không bắt được nàng ta, là nàng ta tự tới. Lúc nói chuyện, ông ta bĩu môi, thái độ vô cùng coi thường. Một lát sau, ông ta từ từ nói tiếp, có lẽ ngươi cũng biết, toàn bộ người của ta đã chôn thân ở Miêu Cương, chỉ còn lại một mình ta. Sợi dây sẹo và cái nhẫn trên người nàng ta rất lợi hại, ta không thể khiến nàng ta bị thương. Là nàng ta tự nhiên lên cơn điên, muốn nhảy xuống vực,
muốn tự kết liễu đời mình. Ta cũng có tính toán riêng khi cứu nàng ta, bởi vì chỉ khi nắm được nàng ta trong tay, ta mới có được con đường sống. Đây là tất cả những gì đã xảy ra, Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói. Cả người Sở Kính run lẩy bẩy, cảnh tượng hơn hai năm trước đến bây giờ vẫn còn in sâu trong đầu ông ta. Ông ta hít sâu vào tới mấy lần rồi mới từ từ nói ra câu chuyện và những tính toán của 2 năm trước. Ông ta dẫn theo mấy ngàn người lên núi, trên núi có chướng khí. Đây là chuyện ông ta đã biết từ trước nên trước khi lên núi tất cả tướng sĩ đều được trang bị mặt nạ phòng chướng khí. Mặt nạ phòng chướng khí rất có tác dụng. Chuyện này là do Tần lão phu nhân nói, bà rất quen thuộc với vùng Miêu Cương, bởi vì bên cạnh bà có người đến từ Miêu Cương. Để phòng trừ chuyện bất trắc, ông ta đã cho quân sĩ dùng trước loại thuốc thanh nhiệt giải độc. Bởi vì chuẩn bị gấp gáp nên hiệu quả của thuốc cũng không phải quá tốt nhưng có thêm mặt nạ phòng chướng khí nên chuyện vượt qua tầng chướng khí không có gì là khó khăn. Cũng vì cẩn thận, Sở Kính ăn trước một ít linh chi, công dụng giải độc của linh chi rất tốt. Ông ta phải đảm bảo bản thân mình bình an vô sự. Người của ông ta mai phục dưới chân núi 2 ngày, theo cách thức Tần lão phu nhân đã nói, nếu thăm dò biết được Ôn Yến đại phu đang ở trên núi, có thể dùng phương pháp liên hệ riêng có ở Miêu Cương để thông báo cho Ôn Yến đại nhân, nói dưới chân núi bệnh dịch đang hoành hành để điều bà đi. Như vậy, những người còn lại ở Miêu Cương toàn là đám người hành động tay chân, không có đầu óc, nhất định không thể chống lại được sự tấn công của 5.000 binh sĩ. Quả nhiên, Ôn Yến đại phu xuống núi thật. Ông ta biết Tần Châu đang đuổi theo phía sau nên lập tức cho người lên núi trước. Trên đường ông ta còn đang nghĩ cách thức để tấn công Miêu Cương thì Lý Thế Hiến kế bắt một đám người Miêu Cương, ép Hạ Thương Mai phải ra ngoài. Hạ Thương Mai tự xưng mình là đại phu cứu thế, nhất định không đứng yên nhìn những người vô tội phải chết vì mình. Ông ta nghĩ ra rất nhiều cách nhưng lại không dùng được cách nào, ngay trước khi tiến vào lớp chướng khí, ông ta nhìn thấy Hạ Thương Mai một mình xuống núi. Ông ta vô cùng vui mừng, nghĩ rằng trời đang giúp mình, công sức tính toán bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng không uổng phí. Nhưng muốn bắt được Hạ Thương Mai cũng không phải là điều dễ dàng. Hạ Thương Mai đang mang thai, đi lại đã không tiện lắm nhưng sợi dây xẻo rách trên tay vẫn phát huy sức mạnh rất ghê gớm. Hơn nữa trên ngón tay nàng còn đeo một chiếc nhẫn đó mới thật sự là ghê gớm, một khi chạm vào nó, con người sẽ co giật vài lần rồi không biết gì nữa. Chỉ đáng tiếc, cho dù có mạnh đến đâu thì Hạ Thương Mai cũng chỉ có một mình với một sợi dây xẻo và một chiếc nhẫn. Chẳng bao lâu sau, Hạ Thương Mai đã lọt vào tay ông ta. Lúc chuẩn bị áp giải nàng xuống núi, không hiểu làm sao, đột nhiên một cơn gió nổi lên, làm mùi xác chết thối giữa bốc lên. Một lớp sương mù trắng bay tới, trông nó có vẻ rất mỏng nhưng chỉ một lát sau, nó đã bao phủ cả đỉnh núi. Vì quá đột ngột nên tướng sĩ không biết chướng khí xuất hiện, tất cả cùng đổ ập ra đất. Nhìn những thi thể ngã đầy ra đất, Hạ Thương Mai hét lên rồi nhân cơ hội đó chạy trốn. Ông ta cũng đã dùng linh chi nên vội vàng đuổi theo. Có lẽ nàng cũng biết mình không sợ chướng khí nên chạy lên phía trên. Sở Kính cũng không sợ, nếu không bắt được nàng, ông ta cũng sẽ chết nên ông ta không tiếc tính mạng mình cứ thế đuổi lên theo. Lúc bắt được Hạ Thương Mai, nàng vẫn hét lên ầm ĩ, hoảng sợ run rẩy. Nàng đẩy ông ta ra, định nhảy xuống bên dưới. Ông ta không muốn Hạ Thương Mai chết nên cố gắng dùng hết sức để cứu nàng, hai người cùng nhau lăn xuống núi. Lúc lăn xuống dưới, đất đá cũng theo đó lăn xuống. Chân của ông ta bị đá đập trúng, máu me be bét. Còn nàng ôm lấy bụng, vô cùng đau đớn. Và nàng đã sinh ra một cặp song sinh ngay ở lưng chừng núi. Nhưng khi nàng vừa sinh xong, hai con sói xuất hiện tấn công nàng. Hai con sói đó cũng gian xảo, chúng không tấn công ông ta hay Hạ Thương Mai mà chỉ nhằm vào hai đứa trẻ. Con sói cái cắp đứa bé gái đi. Con sói được định xé xác đứa bé trai ngay tại chỗ nhưng đúng lúc đó Hạ Thương Mai tỉnh lại. Nàng điên cuồng bảo vệ con và con sói đã chết trong tay của sợi dây sẹo. Hạ Thương Mai mất đi con gái, đau lòng đến không muốn sống nên đập đầu vào đá. Nàng không chết nhưng sau khi tỉnh lại thì không nhớ được gì nữa. Lúc đó để thăm dò xem có phải Hạ Thương Mai mất trí thật hay không, ông ta cố tình nói mình là phụ thân của nàng nhưng không ngờ nàng lại tin là thật và không hề nghi ngờ. Lúc đó hai chân Sở Kính đã bị liệt, ông ta bắt buộc phải dựa vào nàng mới có thể sống tiếp được nên hai người nương tựa vào nhau, mai danh ẩn tích, đi từ Bắc An tới Phong Châu. Ông ta chỉ muốn sống tiếp, không tranh với đời nữa. Mộ Dung Khanh nghe Sở Kính kể lại mọi chuyện rồi rít từ kẽ răng nói ra hai chữ, dối trá.
Sở Kính cười nhạt, nếu ngươi không tin thì cứ giết ta là được. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói, ta tin Thương Mai tự vẫn vì nàng ấy chúng phải chú thuật, nhìn thấy nhiều thi thể như vậy sẽ khiến bệnh của nàng phát tác. Ta cũng tin ngươi đã cứu nàng ấy vì không có nàng ấy, ngươi cũng không sống nổi chứ đừng nói đến chuyện chống lại Tần Châu. Nhưng ta không tin Thương Mai sinh được một cặp sinh đôi, một đứa lại bị sói tha đi mất. Sợi dây sẹo vẫn còn ở đó, nàng ấy vẫn tỉnh táo, nàng ấy nhất định sẽ không để ai làm con mình bị thương. Nếu nàng ấy có thể được bảo vệ được một đứa thì nhất định cũng có thể bảo vệ được đứa bé còn lại. Dùng sợi dây sẹo để đối phó với hai con sói là chuyện dễ như trở bàn tay, đó là vẫn chưa nói đến chuyện nàng ấy vẫn còn đoạt phách hoàn trong tay. Sở Kính cười nhạt, ngươi không tin thì thôi. Đó chính là toàn bộ sự thật, nàng ta muốn khôi phục lại trí nhớ cũng đơn giản thôi, chỉ cần ngươi không ngừng nhắc về những chuyện quá khứ cho nàng ta thì nàng ta sẽ nhớ lại thôi. Nếu nàng ấy nhớ lại mà chú thuật vẫn chưa giải trừ, Mộ Dung Khanh suy nghĩ rồi trừng mắt nhìn Sở Kính tức giận, ngươi, chuyện năm đó Nghi Quý Phi tư thông với ngoại địch, ngươi chính là một người trong số đó. Ngươi biết Thương Mai chúng chú thuật. Sở Kính cau mày, ông ta vô thức siết chặt tay lại, ngươi. Ngươi nói linh tinh, làm sao ta biết được nàng ta chúng chú thuật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.